trước mình thiếu cái hạnh tu, cho nên cái đời này cái nghiệp quả của mình nó xấu. Rồi bây giờ mình muốn sau này mình khá hơn thì bây giờ mình bắt đầu phải tu lại cái hạnh nghiệp tốt. Hay nói cách khác là hãy dùng cái nghiệp mà chúng ta đang thọ đó tạo phước để nó chuyển cái nghiệp đó. Ví dụ như bây giờ đời này mình có cái nghiệp là, cái nghiệp này của mình đó là mình hay hờn mát, hở chút là mình giận, đó cũng là một loại nghiệp. Thì bây giờ mình biết rằng á, mình muốn bớt cái nghiệp đó thì mình ngay tại từ cái nghiệp đời này nè, mình phải tập tu cái hạnh gì, cái hạnh buông xả, bớt chấp trước. Thì khi nào mình bớt chấp trước thì tự động mình sẽ giảm được cái nghiệp hay hờn mát. Sở dĩ mình giận là tại sao? Mình chấp, mình nghĩ là tôi, ý tôi là phải như thế này, kiểu tôi là như thế kia. Hễ chấp nhiều là giận nhiều, mà bớt chấp thì bớt khổ. Cho nên đó là cái cách của mình. Thí dụ như đời này á, mình có một cái nghiệp ở nơi thân của mình, mắt tai mũi miệng gì của mình nó không được trang nghiêm, thì nó, mình biết đó một nhân gì đời trước đó, cho nên đời này nghiệp cái nghiệp đó, thì từ cái nghiệp đó mình giảm bớt. Dù nghiệp đời này mình nói ra tâm tin, mình nói ra cái gì người ta cũng không tin hết, thì mình biết rằng đời trước mình nói dối nhiều, cho nên đời này mình nói ra thiếu cái sự tín nhiệm của người khác. Thì ngay cái nghiệp đó chúng ta phải tập nói những lời chân thật, mà không nói những lời đâm thọc dối trá. Hay mình bị đời này không biết mắc cái gì, nghiệp gì mà người ta cứ nghĩ oan cho mình. Ai làm đâu bắt mình, cứ người ta không ai, nhiều cả trăm người sao không nghĩ oan cho ai hết, mà cứ nghĩ oan cho mình là tại mình làm chuyện đó, mình nói chuyện đó, là mình biết đời trước mình hay gieo cái nhân vu khống cho người. Cho nên đời này mình tập không có vu khống cho ai, nếu cái điều đó mình không thấy biết rõ. Mình không thấy biết rõ thì mình không có nghĩ là người đó làm, mặc dù người đó có thể lãng vãng ở khu vực đó, nhưng chưa chắc người đó đã làm. Thành tựu ra nếu mình cái gì mình không có chắc chắn thì mình không nên nói. Mà mình nói mà thứ nhất là ngay bây giờ mình đã giảm đi cái tình cảm rồi, rủi cái người đó thiệt sự người ta không có làm. Thấy không? Bây giờ người ta không ai dám nói với mình, mà người ta đi nói với người cái đương sự đó, có phải là mình với họ chuốc oán không? Tự nhiên mình với họ không có xích mích gì hết, do một chút hiểu lầm của mình thì mình nghi oan, rồi mình không giấu được trong lòng, mình nói cho người khác nghe. Chắc gì người khác giữ kín, chắc gì người khác giữ kín cho mình. Ở đời này mà, nghĩa là người ta thường nói là giấy không gói được lửa, cái là cái gì mình đã nói ra rồi thì thế nào nó cũng xì. Mà thậm chí có những cái nó chưa có, nó chưa xảy ra mà người ta đã nói rồi mới hay chứ. Không, mình hay dùng cái từ là chuyện nhà mình chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay đó. Chuyện đương, chuyện của mình không biết mà ở ngoài ta đã biết rồi. Nó như vậy đó. Cho nên chữ hạnh nghiệp là vậy đó. Hạnh là cái cơ bản là do mình làm, nghiệp là cái quả. Ở cái trường hợp, ở cái phẩm mà thứ 6 vừa rồi chúng ta học đó, hạnh nghiệp của Bồ Tát nghĩa là 32 tướng. Đời này mà sở dĩ có tướng tốt đẹp là do Phật Bồ Tát chịu khó gieo những cái nhân đó. Và quý vị nhớ cái bài kinh mà chúng ta học gọi là kinh nghiệp cũ với nghiệp mới đó. Không? Đời này mình thọ nhận những cái gì đó là nghiệp cũ. Nếu mà mình thấy cái đó mình không thích, dụng cái nghiệp cũ đó tạo nghiệp mới để nó chuyển hóa cái nghiệp đó đi. Để chuyển hóa cái nghiệp đó. Mình ví dụ như hồi trưa này thôi. Mấy chú là sắp xếp cái chánh điện theo cái kiểu như là mấy chú đã từng đi tham dự các khóa tu ở bên làng Mai. Là những vị mà lớn tuổi á, hay đau chân á, là ngồi ghế. Nhưng mà cái cách mình xếp á, là thí dụ một cái chánh điện 300 người thì người ta làm mà 200 cái tòa cụ bồ đoàn, 100 phần ghế. Nhưng mà người ta cái cách thí dụ bây giờ cái chánh điện nó rộng vậy, đây ngồi 200, thì ổng lẽ bây giờ bưng hết mấy cái ghế để dọc theo tường thì làm sao cho đủ. Thì người ta buộc người ta phải xếp theo cái thứ lớp, là những cái chỗ nào trống người ta chen ghế vô. Thì có một cái vị cố chấp, nói là mình tu mình ngồi dưới đất, về là người ta ngồi trên ghế ngồi cao hơn mình. Đó là một dạng cố chấp. Và còn nói là mình tu mình ngồi dưới vậy, ngồi người ta ngồi trên mình ta tổn phước. Chắc mình có phước không?
chắc mình có phước nhiều không mà mình sợ người ta tổn phước. Pháp Hòa hay chọc Pháp Hòa, nói có đâu sợ tổn. Thành thử ra người ta yếu chân người ta ngồi, mà bây giờ ví dụ bây giờ làm sao một cái vách tường ngồi được bao nhiêu mấy trăm cái ghế, thì buộc người ta phải khóa lắp vô. Nói người ta ngồi vậy người ta tội á. Thành thử ra mình chấp nhiều là mình khổ nhiều. Mà mình đi tới cái chỗ của người ta, người ta sắp sao là mình vậy, chứ mình không được tự ý. Nếu mình không có trách nhiệm, nếu mình muốn thì mình tới mình làm. Rồi xong rồi cái là nói như vậy rồi và vẫn dời mấy cái ghế đó. Mà nếu hồi sáng mà nếu mà chấp á là Pháp Hòa sẽ sạc á. Tại vì Pháp Hòa đã mấy chú đã sắp như vậy rồi, mà lên mà làm cái kiểu mà lên trễ mà còn làm như là mình là chủ sĩ ở đây vậy. Cho nên á, mình đừng có học theo cái kiểu đó. Mình đi tới đâu mình phải tùy thuận. Đã vậy rồi mà đi ra tới cái hành, đi ra ngoài sân, đi ra tới sân rồi đi ăn tụng cúng xong rồi nghĩ là mình làm cái điều đó đúng, nói tiếp. Thì Pháp Hòa muốn nín để cho mọi việc nó đi qua. Chứ nếu mà cái người mà lấy quyền lực đó là Pháp Hòa này, phải không? Thành thử là nếu mà nói là cái quyền là Pháp Hòa nói, đúng hay sai là Pháp Hòa nói, chứ không phải cái vị đó. Cho nên thí dụ như những vị nào mà hồi sáng mà có thấy, có biết cái chuyện đó, đừng có học cái kiểu đó. Mình đi tới đâu là mình phải tùy thuận. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi. Pháp Hòa nè, nếu mà nói ra là trong số quý thầy mà cỡ tuổi, Pháp Hòa lớn hơn mới thấy chứ. Nhưng mà đi tới đâu mình cũng lui ra, mình đi sau cùng nhất. Quý vị thấy suốt trong thời gian an cư, mấy khi mà Pháp Hòa đi ở phía trên mấy thầy. Cái đó là cái cách tu của mình, nó khiêm cung. Mình tu vậy đó mà chưa sợ còn chưa có phước nữa đó. Tu vậy đó mà mình sợ mình còn tổn giảm nữa đó, chứ ở đó mà mình sợ người khác tổn giảm. Cho nên Pháp Hòa nói là bởi vì cái hạnh mình như vậy, cho nên nhìn lại cái nghiệp của mình, nhìn lại cái nghiệp quả mình đang gặp những cái gì, thì tự mình biết cái hạnh của mình như thế nào. Cho hạnh nghiệp là vậy đó. Nghiệp là cái quả. Cho nên quý vị nhớ tam chướng không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não không? Trong đó có gì? Thứ nhất là phiền não chướng. Thứ hai là gì? Nghiệp chướng. Thứ ba là báo chướng. Nếu mà do phiền não cho nên mình mới tạo nghiệp. Vì do tạo nghiệp cho nên mình mắc cái quả báo. Mà ba cái đó nó liên kết với nhau, nó tiếp tục nó chướng ngại mình. Ba cái đó nó liên tục nó chướng ngại mình. Cho nên cái câu mình hay tụng hoài mỗi ngày, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Tam chướng là phiền não chướng. Mắc cái gì mà mình phải phiền não? Chuyện của người khác ta làm, mà người ta là ngồi đó có gì sai mà mình phải phiền não, để rồi mình cằn nhằn, mình cử nhử để mình tự mình phiền não cho mình. Rồi bắt đầu mình thành ra một cái nghiệp. Một cái nghiệp là đi đâu cũng là làm boss. Đi đâu cũng mình cũng chứng tỏ là mình là người hiểu biết. Đó là một loại nghiệp. Rồi lâu ngày á, cuối cùng á, gà ai gặp mình ta cũng dè hết. Ta gặp mình ở đâu ta lắc đầu, ta ngán ngẩm tới đó. Ta không dám thương mình, ta không dám tới gần mình. Đó là quả báo. Đó là quả báo chướng. Bây giờ mình nhìn lại tại sao không ai thương mình hết trơn, thì mình biết mình phải sống làm sao nó mới vậy. Đó là báo chướng, thì phải quán chiếu lại cái hạnh nghiệp của mình. Chứ còn nếu mà nói là muốn muốn dùng quyền uy á,
quyền lực á. Người tu làm gì có quyền, không có quyền gì ở đây hết á. Thành thử ra mình không có thể sử dụng cái kiểu đó được. Bây giờ đến cái phẩm thứ bảy á, là phẩm phát nguyện. Người tu là phải phát nguyện. Tại nhờ cái phát nguyện nó đẩy mình lên, nhờ cái phát nguyện nó tạo nên cái lực để giúp cho mình thăng tiến trên cái đường tu tập của mình. Và thưa đại chúng là không có một vị Phật nào mà thành Phật mà không do phát nguyện. Hay nói một cách khác là hiện tại bây giờ chúng ta quán chiếu lại, có phải là từ khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta bắt đầu tu, nhờ cái nguyện mà chúng ta tinh tấn và thành tựu được một ít những cái gì đó trong cuộc đời tu của mình. Mình không có nguyện thì mình cứ thả lờ trôi trôi vậy, nhờ phát nguyện cho nên mọi việc nó thành. Ví dụ như là, nhất là cái người quy y, họ sợ quy y lắm. Tại vì nghĩ rằng mình chưa có đủ an tịnh để mình không dám quy y, nhưng mà không có đúng. Mình nhờ mình phát nguyện đi, rồi mình cố gắng mình giữ. Cho nên ai cũng cần phải phát nguyện. Bây giờ cái phẩm này, chữ phát là gì? Từ ở trong lòng mình khởi lên. Cho nên mình hay dùng cái chữ phát tâm á. Hôm nay tôi phát tâm làm này giúp anh. Tự trong lòng mình phát chứ không có. Rồi ví dụ như có ai mà nhờ mình khuyến khích mình cũng phải phát khởi lên thì mới được. Bây giờ cái phẩm kế tiếp nói rằng: thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, hạnh nghiệp 32 tướng như vậy, hạng người nào thực hành được? Bây giờ có 32 tướng như vậy đó, ai mới có thể thực hành được? Thiện nam tử, người trí thực hành được. Đức Phật trả lời là chỉ có người trí mới thực hành được. Thế nào gọi là người trí? Thiện nam tử nếu phát vô thượng đại nguyện gọi là người trí. Tại sao ở đây Phật nói như vậy? Bởi vì cái người trí tức là người có hiểu biết. Mà người có hiểu biết thì thấy được cái thiện lợi của nó, cho nên người ta phát nguyện, người ta làm. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ mình thấy mấy cô tuần nào cũng về chùa làm công quả hết trơn. Mỗi người làm đóng góp hết sức mình cho Tam Bảo, dù bất cứ việc gì. Thế mình thấy tại sao lại phát nguyện như vậy? Vì cái người ta hiểu thời gian trống để làm gì, cuối tuần rảnh rỗi đâu có làm gì, đi shopping hoài cũng mất thời gian mà tốn tiền. Thôi mình đi về chùa, mình dùng cái thời gian của mình kệ quét cái chùa, rửa cái chén, nấu miếng cơm cho đại chúng người ta ăn, người ta khỏe, người ta vui, mình cũng thấy là mình không có phí phạm cái thời gian. Vừa nói trời ơi, mấy ông mà cư sĩ Phật tử mà sao tuần nào 8 giờ sáng tới tối 7-8 giờ, ngày tuần nào 2 ngày thứ bảy chủ nhật mấy ông cũng ở trên Tây Thiên, cũng làm gì trên vậy? Tại sao mấy ông phát được cái tâm vậy? Vì mấy ông hiểu biết. Mình ở nhà đi ra quán cà phê ngồi cũng vậy thôi, rồi đi tới lui cũng vậy thôi. Thôi giờ mình chạy lên Tây Thiên, mình phụ cho quý thầy, phụ cho đại chúng, tạo nên cái cảnh trí này, để tạo nên một cái chỗ này để mai mốt mình đại chúng có cái chỗ tu tập. Cái người mà người ta có phát tâm, ta làm được những cái việc hữu ích đó, là không phải tự nhiên đâu. Người ta có suy nghĩ, người ta biết ta đang làm gì chứ. Có nhiều vị nói làm gì mấy cái đó đâu có cần thiết nữa. Thí dụ vậy. Cho nên chỉ có người trí mới phát nguyện được. Tại sao? Vì cái người đó có hiểu biết. Người ta thấy người ta phải dùng cái sức khỏe của người ta, thời gian của người ta, tất cả những gì mà người ta có được, người ta sử dụng nó. Ví dụ như nói tại sao cái người mà nhà giàu đó họ phải bố thí? Tại vì họ biết ngày nay họ được về là cái phước thôi. Thấy không? Họ được như vậy mà trong khi đó người ta cũng làm ăn như họ mà trầy di tróc giấy. Còn họ làm, họ vẫn có sống, họ có ăn, đó là cái phước. Mà họ thấy được như vậy cho nên họ gì? Họ biết có phước, họ tạo phước tiếp. Mà cái người có phước mà không có hưởng, tạo phước tiếp là người trí. Cho nên ví dụ như bây giờ mình tu á, mình thấy rằng
Ba năm nay mình tu á, dù mình chưa dám nói mình là cái người gọi là gột sạch phiền não, nhưng mình thấy mình có tiến bộ. Mình thấy mình có thể kềm chế được cái sân si của mình. Thí dụ vậy, mình thấy được kết quả cho nên mình tu tiếp. Cho nên cái người mà người ta có cái tuệ giác á, có cái trí, người ta dụng cái sức khỏe, thời gian, tiền bạc hay những gì mà phương tiện người ta có được, người ta không phải hưởng một mình mà người ta biết trang rãi cho mọi người. Và cái người trí là người như vậy. Cho nên trong này hỏi: Hiện nam tử, người thực hành được, làm sao mà hạnh, cái hạnh nghiệp 32 tướng được như vậy? Người trí thôi. Ví dụ bây giờ cái người mà không thiếu cái hiểu, ta nói vậy nè: tôi đời này tôi bị người ta gạt, cho nên tôi nhất định đời này tôi không còn tin ai, sao tôi đi tìm mọi cách tôi gạt lại người khác. Nhưng mà cái người trí họ nghĩ khác, họ nói đời này tôi bị như vậy, chắc đời trước tôi gạt gẫm người khác quá, thôi đời này tôi ráng tu cái nhân gì chân thật, thiệt thà, không có lường gạt ai. Thí dụ vậy, cái người mà người ta hiểu, nhưng mà hiểu cách khác là cuộc đời này đen tối lắm, tôi phải làm hại lại người khác tôi mới thỏa mãn, tôi mới thả dạ của tôi. Mà cái người trí thật không làm như vậy, người ta biết tạo cái nghiệp khác. Đấy. Người ta biết tạo cái nghiệp lành khác, người ta không có để cho cái nghiệp cũ đó nó kéo lôi. Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý thực hành nghiệp lành, nguyện cho chúng sanh đời sau được kết quả, mỗi người đồng thọ hưởng. Vị Đại Bồ Tát thường gần gũi các Đức Phật, thanh văn, duyên giác, thiện tri thức, cúng dường, cung kính, thưa hỏi, pháp thâm thúy, thọ trì không quên mất. Bây giờ ở đây là nói bây giờ họ phát nguyện cách nào? Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, ba thứ: thân, khẩu, ý thực hành nghiệp lành. Cho nên cái người mà đã phát tâm tu rồi á, không phải mình tu cái hình tướng không nha. Thí dụ thôi, bây giờ mình tu cái hình tướng là mình bố thí, mà mình được cái thân đem đồ mình cho người ta rồi bố thí, nhưng mình không tu cái miệng. Trời ơi, mình coi mấy cái người tới xin mình nó như rơm rác, mình chửi rủa, mình mắng xả người ta. Cái đó không nên. Cho nên người đã phát tâm Bồ Đề làm hạnh nghiệp rồi thì phải nhớ làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Không phải là mình có tiền của mình cho là cái người đó dĩ nhiên người ta trọng mình, dạ thưa ông, dạ thưa bà. Nhưng mà cái đó là vì người ta nghĩ rằng người ta đến đây người ta nhận ơn, người ta thọ ơn của mình, thì người ta có cái tâm như vậy. Nhưng mình nhớ, nếu đúng theo cái thâm tâm bố thí, họ là người ơn của mình. Bây giờ mình bố thí mà họ không tới xin, bố thí cho ai? Cho nên ở trong cái luận mà luận Đại Trượng Phu á, đừng nghĩ rằng người đến xin mình là người thí chủ của mình. Thật sự ra họ là những người mình thọ ơn họ, tại vì nhờ họ mà mình thực hiện được cái hạnh bố thí. Cho nên nhờ cái người như vậy đó mà mình thành tựu. Cho nên quý vị nhớ cái đoạn kinh này: Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý hành nghiệp lành. Mình không phải mình chỉ hành ở cái thân không, mà mình hành luôn cả cái khẩu. Mình không có được mắng xả người ta, mình không có được coi thường người ta. Mà nếu mà nói đúng hơn là mình tu càng cao, ngôn từ của mình càng phải tế nhị nhẹ nhàng, chứ mình không có nên dùng những cái ngôn từ coi thường người khác. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như quý vị có nghe thầy trụ trì nào mà nói với một Phật tử: cô hay là chú tới đây phải làm theo ý tôi nghe không? Hay là lỡ người ta làm không đúng ý mình á, cô đừng có lộn xộn, tôi đuổi cô ra khỏi chùa bây giờ. Có nghe vị trụ trì nào nói câu đó không? Mà nếu ông trụ trì nào mà nói câu đó là trụ trì đó xong rồi đó. Thành thử ra mình không có được phép nói những cái từ đó. Cái người mình tu càng lâu, đạo đức mình mang một cái tiếng mình tu lâu, thì mình phải có cái hạnh nghiệp. Cho nên cái câu này hay lắm: Bậc Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, thân khẩu ý hành nghiệp lành. Bây giờ nguyện cái gì? Nguyện cho chúng sanh đời sau được kết quả.
Cho nên ngày nào mình tụng kinh cũng cái câu cuối của mình là gì? Phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Vì mình muốn tất cả mọi người đồng hưởng một cái quả đó. Cho nên câu này mới nói mỗi người đồng thọ hưởng. Thọ hưởng cái gì? Thọ hưởng cái quả lành. Ngày hôm qua có mấy người Mỹ đi thiền lần đầu tiên ở trên Trúc Lâm á, họ cứ đứng họ nhìn mấy cái dĩa trái cây hoài, họ thấy nó chưng sao mà cao đẹp vậy đó. Pháp Hòa đi ngang, Pháp Hòa nghe họ nói, cái Pháp Hòa mới nói, quý vị có biết tại sao mà trên cái bàn thờ để cái dĩa trái cây nó cao như vậy không? Thì Pháp Hòa mới giải thích, bởi vì trái cây là tượng trưng cho quả, mà trước khi nó thành quả thì nó phải có gì? Nó là nhân, nó là cái hạt. Thí dụ như nó phải là cái cây táo, hạt táo thì nó mới lên cây táo. Cho nên trái cây là quả, là tượng trưng cho kết quả. Mà chúng tôi để cái dĩa trái cây nó cao như vậy là tượng trưng nhắc nhở chúng tôi mỗi ngày phải vun bồi cái quả lành đó cho nó cao, cho nó đẹp. Cho nên mình tu là mỗi ngày mình vun bồi cái quả lành của mình đến cái chỗ cao thượng. Cho nên chân trái cây là không có để lè phè, không có để mấy trái lè phè dưới đó. Ví dụ như mình có 3-4 trái thì kiếm cái dĩa nhỏ, 3 trái ở dưới, 1 trái ở trên. Trừ trường hợp mình đến cái chỗ đó mình bày đồ cúng mà không có dĩa gì hết thì trường hợp nó khác. Còn nếu mà mình có một cái phương tiện trưng một cái dĩa trái cây cho nó đẹp thì phải làm như vậy. Lúc nào trái cây cũng phải vung cao lên. Vĩ đại Bồ Tát thường gần gũi, bây giờ gần gũi ai? Gần gũi các đức Phật, thanh văn, duyên giác. Bây giờ mình phải gần những, bây giờ Phật thì không biết ở đâu. Thanh văn là gì? Là những người luôn luôn nghe học Phật Pháp để trao dồi mình, tạm thời gọi vậy. Những người này chứng quả do nhờ tu cho nên gọi là thanh văn. Văn, văn là nghe, nghe âm thanh mà tu chứ gọi là thanh văn. Duyên giác là ai? Những người trợ duyên cho mình tu. Và tệ nữa, mình không biết ai là thanh văn duyên giác. Tệ nữa là kiếm ai? Thiện tri thức. Bây giờ thanh văn duyên giác mình không biết ai ở đâu, nhưng mà thiện tri thức có không? Có. Thiện tri thức ở nơi cuộc đời của mình, gần gũi mình có, là thiện tri thức. Cúng dường cung kính, thưa hỏi pháp thâm thí, thâm thúy, thọ trì không quên mất. Phải cúng dường cung kính. Gặp họ thì mình phải thưa hỏi những điều thâm thúy trong Phật Pháp. Bây giờ cái đó là cái sở nhân phát nguyện nha. Bây giờ những lời phát nguyện, giờ hậu nguyện cái gì? Phát nguyện rằng tôi nay thân cận các đức Phật thanh văn duyên giác bạn lành. Thà trong nhiều đời thọ rất nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sụp. Thà khổ nhưng mà không lui sụp. Chúng sanh nếu đem ác tâm đánh mắng, nhục mạ tôi, nguyện tôi nhờ đó càng thêm lòng từ bi. Người nào mà đánh mắng mình, nhục mạ mình thì xin nguyện rằng nhờ họ mà mình thêm lòng từ bi. Tại vì mình thương xót. Không khởi niệm ác, mình không khởi niệm ác lại với họ. Nguyện đời sau tôi ở chỗ nào không mang nữ thân, và thân người không căn hoặc là hai căn. Tại sao trong đoạn kinh này mình nói vậy? Cái mình nói trời ơi, không lẽ trong kinh mà còn kỳ thị dữ vậy. Nguyện sanh chỗ nào không có nữ, không có mang nữ thân. Ở đây là mình nguyện. Bởi vì nếu mà nói về cái việc mà gọi là thuận lợi cho mình hành hoạt trong cuộc sống thì dĩ nhiên người nam lúc nào cũng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ giờ mình đi một cái chỗ nào đó nó thiếu nước, thiếu nôi quá. Người thân nam á, không tắm 2-3 ngày cũng không sao. Mà người nữ thì không được. Nó mình nói một cái ví dụ nhỏ vậy thôi. Rồi ví dụ bây giờ mình đi Ấn Độ, nếu mà gặp cái lúc mà họ chưa có xây những nhà vệ sinh, người nam á,
mà muốn giải quyết sanh tử nó cũng dễ hơn người nữ nữa. Đó, mình nói một cái ví dụ nhỏ để mình thấy rằng những cái trục trặc khó khăn của người nữ. Còn nếu mình nói theo kinh Phật á, Phật nói người nữ có mấy cái điều này nè. Thứ nhất á, là phải dơ mình nè. Thứ hai phải mang thai nè. Không, thứ ba phải phục vụ người ta nè. Đó, Đức Phật thấu rõ cái những cái gì mà người nữ phải chịu đựng. Cho nên chính vì thấy rõ như vậy đó, cho nên Phật ra những điều kiện khó để cho các vị đó ráng tu. Bởi vì ở nơi thân người nữ đã có những cái khó rồi, mà cộng thêm gì, tâm người nữ nó cũng khó hơn nam nữa. Nó tâm của người nữ nó cũng rắc rối hơn người nam nữa. À, người nam là có thể, bây giờ mình nói đơn giản, người nam là ta xí xóa chuyện gì nhẹ nhàng dễ dàng thôi, còn mình không được. À, vậy phải vậy chứ khác không được. Đó, mình nói một cái ví dụ vậy thôi, để rồi chứ không phải là kỳ thị. Nhưng mà ở đây nói là nếu mình được thọ một cái thân người nam thì nó vẫn dễ hơn trên cái đường. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ một cái người nam mà muốn xách cái ba lô đi làm ba lô gì, tay ba lô, làm tay ba lô mà đi khắp thế giới này để mà du ngoạn thám hiểm thì cũng dễ hơn người nữ, phải không? Người nữ có nhiều người cũng làm được nhưng mà nó vẫn khó hơn. Hay là mình nguyện mang người không căn hay là hai căn, tức là giữa một cái thân người họ có căn nam và căn nữ. Tôi tớ hoặc nguyện thân tôi có sức tự tại để lãnh đạo người khác. Cái chữ này mình phải hiểu cho rõ nghe. Mà bởi vì cái bản kinh này, trong cái quyển này Pháp Hòa sửa chữ đó, chứ bản này theo cái bản dịch này là nguyện thân tôi có sức tự tại, kẻ khác phải làm tay sai. Thì Pháp Hòa tra có nhiều cái bản dịch đó, thì có nhiều cái bản dịch không dịch cái chữ này, mà dịch rằng á, để lãnh đạo thôi. Lãnh đạo là gì? Tức là mình là cái người hướng dẫn cho mọi người, nhưng mình có cái lòng tự tại trước mọi tình huống để mình có thể mình lãnh đạo. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là mình nói là cúng cô hồn á, là phải mang ra sân cúng. Thì có thể là hồi nãy cái hai bữa trước mình họp, mình nói là bữa đó cúng như vậy phải mang cái bàn ra chỗ đó. Nhưng mà đến cái giây phút cúng đó thì cái ngày hôm đó trời mưa gió quá, không thể thực hiện được ở ngoài đó. Thì nếu mà cái người lãnh đạo họ quyết định thôi bây giờ mình dời vô trong cúng, thứ nhất là tiện cho mọi người không phải đứng ngoài mưa gió, chứ không phải là không được, phải đem ra cúng, tại vì cô hồn không có vô nhà được. Ví dụ vậy đó. Tức là mình phải có cái lòng tự tại trước mọi cái tình huống để mình có thể hướng dẫn đại chúng, lãnh đạo đại chúng. Cái chữ lãnh đạo là vậy đó. Hồi nãy Pháp Hòa đi ra chuẩn bị giảng thì gặp con chị Hoàng, con Sophie á, với lại con cháu ngoại của Diệu Thanh đó, hai đứa ngồi cầm ôm hai cái tô nuôi mà đầy vung, mà ngồi nói không ăn. Thì Pháp Hòa đi ra, cái Pháp Hòa mới thấy vậy, cái Pháp Hòa mới nói thấy mỗi đứa cầm cái bông vạn thọ nữa, cái Pháp Hòa mới nói ủa mấy đứa con đi ra ngoài đó bẻ bông hả? Cái nó chối, nó nói dạ không, con không có à, cái này nó rớt con lượm á. Thì Pháp Hòa tin nó đi, tin nó là nó không có bẻ bông. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy nè, sẵn thấy cái tô nó đầy mà nó ngồi nó nói không, phải không? Cái Pháp Hòa nghĩ ra cái kế mà nó nhanh gọn vô cùng. Pháp Hòa nói thầy không tin, trừ khi nào con ăn hết cái tô nuôi này thầy mới tin. Hai đứa bắt đầu nín nói chuyện, ngồi ăn ráo riết luôn. Thành thử và hết cái tô nuôi trong vòng có mấy phút, không thôi là nó ngồi nó nói không, nó không ăn. Pháp Hòa nói muốn thầy tin là con nói thiệt á, là con ăn hết tô nuôi này thầy mới tin. Thế là con Sophie bắt đầu nó ngồi nó ăn ngốn nghiến, nó ăn ngon lành. Cái nhỏ cháu của Diệu Thanh nó hỏi chứ thầy năm nay nhiêu tuổi? Thế Pháp Hòa mới nói 5 tuổi. No, I don't trust you. Cái nó nói, cái Pháp Hòa nói thiệt. Cái nói vậy sao thầy bự vậy? Cái Pháp Hòa mới nói tại sao biết không? Tại vì thầy uống sữa.
và thầy ăn Kraft dinner. Tại vì nó đang ăn cái tô, cái ăn tô nuôi. Và nó sở dĩ thầy bự như là thầy nhờ ăn cái tô này, cái bắt đầu nó ngồi nó ăn theo Sophie luôn. Thì Pháp Hòa Thưa kể như vậy là ở đây nó giống như cái câu này vậy đó. Có sức tự tại để lãnh đạo người khác. Tức là thí dụ như mình gặp một cái đối tượng mà mình không nhất thiết phải theo một cái bài bản, nhưng mà mình có thể linh động trong mọi cái trường hợp, như là cái câu chuyện Pháp Hòa vừa kể vậy. Nghĩa là mình không có một cái dự tính gì đi ra điều khiển mấy đứa nhỏ này hết. Sẵn đi ra ngồi chờ sắp tới giờ lên vậy đó. Gặp mấy đứa nó cầm mỗi đứa cái bông, hỏi nó bộ con bẻ, nó chối, nó nói nó không bẻ. Bây giờ mình tương kế tụ kế, mình cho nó ăn hết tô nuôi mà nó ăn ngon lành. Xong mình nó hỏi gì chứ tại sao thầy bự vậy, nó nhờ thầy ăn nuôi, nhờ uống sữa. Nguyện thân tôi có sức tự tại để lãnh đạo người khác, không để cho người khác có quyền thế mà điều khiển tôi. Cái này không phải là mình muốn, không phải là mình coi như là mình bất cần, không phải vậy. Nhưng mà ở đời có nhiều cái người, có nhiều khi người ta nghĩ người ta có quyền, có thế, người ta có tiền của, người ta có thể vô trong một cái trung tâm nào đó, một cái hội đoàn nào đó, để người ta muốn làm chủ mọi cái tình hình, vì người ta nghĩ rằng người ta là một cái người mạnh thường quân, người ta ủng hộ lớn thì mình phải nghe. Nguyện thân tôi đầy đủ các căn, xa lìa bản ác, không sanh về chỗ nước dữ. Tức là những cái nơi mà nó có cứ chiến tranh đâm chém, những cái quốc gia mà thiếu sự an ninh đó. Dòng dõi giả mang thường sanh vào dòng họ cao sang, sắc đẹp sức mạnh hơn hết, của báo tự tại, được tâm niệm tốt, tự tại và được dõng mãnh. Tức là nguyện cho mình có đầy đủ những cái phương tiện trong cuộc sống, như là mình có sắc tướng, mình có được của cải, luôn cái tâm niệm của mình luôn luôn được tốt. Cái câu này nó ha, hồi nãy là nói ở mặt vật chất, bây giờ nói ở cái mặt tâm linh. Nguyện cho tôi lúc nào cũng có cái tâm niệm tốt. Tức là không có bao giờ mình dám nghĩ xấu cho ai, tâm niệm mình luôn luôn khởi những cái tâm niệm tốt. Tự tại và được giọng mảnh, phàm có lời gì người nghe vui lòng nhận, lìa các chướng ngại, không buông lung. Không buông lung tức là không có cái tâm ý của mình, không có phóng nhảy ra ngoài những cái điều mà căn bản đạo đức. Ý muốn lợi ích chúng sanh, không tham thân mạng, thường vì chúng sanh làm nhiều việc lợi ích. Vì muốn lợi ích chúng sanh không tham thân mạng, không vì thân mạng mà tạo nghiệp ác. Lúc làm lợi ích chúng sanh không mong trả ơn, là mình làm lợi cho ai mình không mong người đó trả ơn. Thường hay thọ trì 12 bộ kinh. Quý vị biết 12 bộ kinh không? Thỉnh thoảng mình cũng nói đó. Tức là tất cả những kinh của Phật giảng đó được chia thành 12 cái thể loại. Ví dụ cái văn kinh như vậy nè, gọi là văn trường hàng. Còn cái văn mà nó cô động lại còn như thơ năm chữ á, gọi là trùng tụng hay là thi kệ. Thí dụ như kinh Pháp Cú là loại kinh gì? Kinh Pháp Cú là loại kinh gì? Vừa thí dụ mà vừa thi kệ. Tại vì Pháp Cú là bốn câu vậy đó, thí dụ vậy đó. Rồi thí dụ như là một hôm đó Phật đại chúng tập hợp đông đủ, không ai có chuyện gì hết, tự Phật nói ra những cái vấn đề, đó là kinh gì? Tự thuyết, là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì hết mà Phật tự nói. Còn thí dụ như kinh Dược Sư á, là kinh nhân duyên, tức là có một vị Bồ Tát chắp tay hỏi là về cái cõi lành của Đức Phật, cho nên Đức Phật nói. Cho nên có nhiều cái loại kinh mà sau này, rồi thí dụ như kinh thí dụ gì, kinh Bách Dụ. Kinh Bách Dụ là thuộc kinh thí dụ. Nhưng mà trong cuốn kinh Pháp Hoa, trường hàng có, trùng tụng có,
thi kệ có, thấy không? Tức là tất cả kinh Pháp Hoa là nhiều thể loại trong đó. Ví dụ bây giờ mình đọc kinh Vu Lan mà được dịch ra theo cái văn vần mà lâu nay các chùa mình thường tụng đó. Đó, kinh Vu Lan là được diễn đạt lại thành một thể loại văn thơ. Còn kinh Vu Lan mà trường hàng thì mình tụng nó bình thường, rồi sau này mình làm lại cho nó thành một cái loại thơ để dễ tụng. Cho nên tất cả những loại kinh như vậy, nếu như mà mình có thời gian á, mình cũng tìm hiểu những cái loại cái bộ kinh như vậy. Cho nên là thường hay thọ trì 12 bộ kinh. Đã thọ trì rồi đem dạy người khác, không có giấu giếm. Có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm là sao? Tức là những cái người nào mà người ta hiểu biết sai lầm, mình phải vì người ta, mình nói cho người ta hiểu. Ví dụ như người ta đi đám tang á, đi vô đám tang xong cái đi ra, cái người ta nói nè nè, trước khi đi ra đám tang, ra khỏi nhà hoàng á, nhớ đem đồ hết theo không, nghe không? Dạ, không có được trở lại. Tại vì người ta nghĩ rằng ra khỏi cửa nhà hoàng rồi mà trở lại là xui. Cho nên là áo lạnh, giày dép hay cái gì là phải mang ra hết. Pháp Hòa ví dụ thôi, lỡ cái người đó mới vừa để quên cái chiếc nhẫn hột xoàn thiệt là mắc tiền ở trong cái toilet đó, đố quý vị họ dám trở lại không? Dư sức. Lúc đó không có cái xui nào mà họ sợ nữa hết trơn. Thành thử ra sở dĩ mà nói như vậy là tại bỏ quên ba cái đồ lặt vặt thôi, không đáng nhiều, phải không? Chứ thử mà bỏ quên một cái đồ đắt tiền có dám trở lại không? Thành thử ví dụ mình nghe người ta nói vậy đó, rồi mình đem cái ví dụ mình nói cho ta nghe, ta nói cũng có lý ha. Đó. Hay là người như nãy đứng chụp hình vậy đó, thầy viện chủ Pháp Hòa, thầy Quảng Điền, sư bà là bốn vị, cái mời vị nữa vô, nó thôi không dám đâu lẹ. Cái thầy viện chủ nó có sao đâu. Thật sự đó, tức là có nhiều người người ta không có hiểu, mình phải vì cho người mình nói cho người ta hiểu. Ví dụ như bây giờ có người nào đến nói với quý vị, nó hồi nào giờ ở quý vị quy y Tam Bảo đó, quý vị chưa quy y Phật Di Đà phải không? Bởi vậy cho nên chắc chắn là chết không đi theo cõi Tịnh Độ được rồi. Bây giờ quý vị phải làm cái lễ nữa, cái lễ này gọi là lễ quy y Phật Di Đà, không? Rồi tôi phải thêm ở trước pháp danh của quý vị thêm chữ nữa, tại vì ở cõi Phật Di Đà là sanh bằng bông sen, cho nên đặt là Liên Hoa Diệu Tịnh hay là Liên Hoa Diệu Thanh, là Liên Hoa gì đó. Những cái đó không có đúng, mình phải vì cho người. Bây giờ lỡ bây giờ mấy cái chuyện đó nó mới xuất hiện chừng vài năm nay, ví dụ vậy đi. Bây giờ cả hàng ngàn năm về trước, những vị mà không có hai chữ Liên Hoa đó chắc không được vãng sanh. Họ đi đâu? Ví dụ vậy. Cho nên mình phải có đủ cái sức để mình có thể nói cho người ta phá đi những cái hiểu lầm như vậy. Không có kinh nào nói những cái chuyện đó. Có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm và nghiệp ác của chúng sanh. Khi ra làm các việc đời, người khác không thể hơn. Đã được hơn tất cả rồi, lại đem chỗ dạy dỗ, khéo trị chứng bệnh nặng nơi thân, tâm của chúng sanh. Chà, có một cái bệnh nặng lắm á. Bây giờ tại sao trong này không nói bệnh gì cho nghe, cho nó biết bệnh gì nặng. Mỗi người nặng mỗi cách. Mỗi người mình có một cái bệnh nặng mỗi cách. Cho nên nói rằng nơi thân và tâm của chúng sanh ai cũng có cái bệnh nặng, thì nếu như mình khéo biết được cái bệnh đó thì mình trị cho người ta. Gần đây có một Phật tử, thì cái chị này chị nghĩ rằng chị bị ma theo, nhưng mà thật sự ra thì không phải vậy. Tức là do ở một mình lâu ngày quá, rồi sanh ra nhiều cái sợ hãi tưởng tượng. Và bây giờ nếu mình người ta tới, mình nói ôi chị không có bệnh hoạn gì hết đó, đừng có biểu tới đây làm phiền tôi. Cái đó là tâm lý bệnh. Quý vị nhớ bệnh có ba loại nè: thân bệnh, bệnh thân, bệnh tâm lý và bệnh nghiệp.
Thì bây giờ cái người tâm lý thì mình phải trị theo tâm lý. Bây giờ người ta sợ vậy đó, người ta hỏi vậy chị muốn sao, nói là thầy có thể nào thầy cho con gì con đeo cho con hết sợ không. Trời ơi thầy cũng sợ gần chết mà đồ đâu đeo. Nhưng mà bây giờ tâm lý, cho nên mình lấy một số chuỗi gì đó ha, rồi mình tụng kinh, mình phun, mình thổi gì đó, mình mình làm sao mà để người ta nghĩ rằng người ta được cái sự trợ giúp đó. Cái bữa đó chị vô, cái chị ngồi, cái chị cứ xòe tay, chị chỉ vậy, cái chị nói thầy thầy nhìn tay con có gì lạ không. Phong Hoàng nó thấy rồi. Chị hỏi thấy gì thầy? Thấy cái tay. Rồi xong cái chị mới lát cái đi ra tới cửa, rồi cái chị vô chứ gõ, mà cái ngày hôm đó, cái buổi chiều hôm đó chị gõ cửa bố Phó Hoành 5-6 lần vậy đó. Cáo từ đi ra cửa rồi cái chở vô lại mình 5-6 lần vậy đó. Mà Phó Hoành cứ phải ra vô mở cửa vậy. Thầy thầy nhìn kỹ đi thầy, thiệt không thầy? Ma nó còn theo mà nó không hết rồi. Cái này vụ khác. Cái chị hỏi vụ gì thầy? Không được khỏe. Cái này uống vitamin vô là hết. Thí dụ vậy. Tức là mình nếu như á, mình đánh đổ người ta, mình nói chị không có bệnh hoang gì đó, đừng có làm phiền tôi đi về đi, như vậy thì mình cũng thiếu cái lòng từ. Người ta đang sợ hãi mà, không cho mình phải cho người ta một cái tâm lý không có sợ hãi, hoặc là mình lại dựa vào cái đó mình an ủi. Hôm nay không dám về nhà, ở ké nhà bạn bè không, mà ở mấy tháng trời cũng phiền lắm, tại vì nhà mình mà không ở, mình tới nhà người ta. Phải qua mới khuyên mà nó thôi về nhà đi. Con sợ quá con không dám về. Nó yên tâm qua tới cúng chứ. Rồi thì, mà đã vậy mà còn phải lãnh luôn nữa nó, để tại chùa nấu cơm đem lên cúng giùm chứ. Đó là thầu hết vậy đó. Nhưng mà giống như mình trợ giúp cho người ta, để người ta bớt đi cái tâm lý sợ hãi. Nhưng mà nếu như đời này mình thấy ai mà sợ như vậy mà mình còn đốc thêm nữa đó, mình làm cho người ta sợ thêm, mà đời sau mình quả báo lớn lắm đó. Đời sau sanh ra bệnh tim. Tại vì mình hay hù dọa người ta đó. Đời sau mình sanh ra mình bệnh tim. Khéo trị chứng bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. Cho nên nếu mình thấy những người ta tới, ta ở chùa vậy, đừng có sợ. Tao có làm gì mình đâu. Chẳng qua là người ta hốt hoảng thôi đó. Và thỉnh thoảng mình sẽ có những cái lúc mình bệnh là mình không ngủ được. Tự nhiên trong tâm lý của mình sợ một cái gì đó, mất mấy đêm liền mình mất ngủ. Có những người mất ngủ cả tháng, đi khám bệnh không biết bệnh gì, không có bệnh gì hết, mà tự nhiên trong người nó có một cái gì đó, nó lo lắng, nó sợ sệt. Ngày hôm qua có vị nói tôi sợ nữa tôi chết không biết làm sao. Phải qua nó trời chết rồi có gì nữa mà sợ. Bây giờ cái sợ của mình là gì, cái lo mình là gì, mai mốt mình đem cái gì đi theo khi mình chết. Còn khi mình chết rồi, ai muốn xử mình sao đó xử. Thôi chôn cũng được, thiêu cũng được. Thậm chí làm kiểu Tây Tạng, đem lên núi chặt khúc ra rồi cho chim, cho quạ nó ăn. Tại vì cái truyền thống ở bên đó là cách an táng là như vậy, chứ không có chôn. Đất đâu mà chôn, đá không, núi không, làm sao mà chôn. Không, rồi là lửa đâu mà củi đâu, mà không có rừng thì làm gì có củi mà thiếu. Mà khô cằn không có nước thì làm sao trôi thả xong. Bà cái đó không được rồi. Rồi bây giờ còn cách nữa thôi là đem lên trên rừng để vậy cho chim nó ăn. Mà nguyên cái nguyên người vậy làm sao nó mổ. Phải không? Mà mổ cũng lâu rã lắm, thôi giờ chịu khó chặt ra. Đó rồi để đầy ở trên núi đó, rồi cho con chim con quạ con gì nó tới nó hưởng sái được cái gì nó hưởng sái. Cái đó là mình cũng là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả rồi đó. Đó, lúc mình sống mình cũng hồi hướng hết tất cả, giờ mình chết cũng hồi hướng tất cả. Thậm chí bây giờ mình chết đi rồi có ai cúng thất cho mình không? Không có sao hết. Cái chuyện ai cúng thất không cúng thất đó là người ở lại thôi, không phải nhờ bảy cái thất đó mà mình đi đâu. Well, nhưng mà sở dĩ cúng thất đó là gì? Đó là trợ lực thêm cho mình. Cái cốt yếu vẫn là tự thân mình chuẩn bị cho mình một cái đạo nghiệp, một cái hành trang mà thật sự nó đưa mình đi đó. Chứ không ai thêm thắt được cái gì hết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa xách giỏ và đi qua Mỹ. Quý vị có thương Pháp Hòa mà nhét thêm cho gói xôi, gói bánh mì gì đó, chẳng qua là có ăn chút đỡ tốn tiền vậy thôi. Chứ giờ tự thân phải có tiền túi.
không, lỡ mà đi đường mà máy bay delay hay là cái này cái kia rồi phải có tiền mà trả mua nước uống hay là mua thức ăn ăn, hay là bây giờ lỡ quý vị cho ổ bánh mì, quý vị nghĩ đi có một chuyến đường là tới rồi, thân ổ đủ rồi, nhưng mà rất tiếc là tới đó nó delay 4-5 trận thì ổ bánh mì đó cũng không cứu vãn được tình thế, ví dụ vậy. Tức là tự thân mình cũng phải có. Hay bây giờ nó một cách khác là người ta cho tiền mình đi nè, người ta trả tiền vé máy bay cho mình nè, cái gì người ta cũng lo cho mình hết, chỉ có một cái là không có sức khỏe để đi thôi à. Thì cũng không đi đâu được hết, mặc dù người ta lo hết cho mình. Vậy thì cái sức khỏe đó là gì? Chính tự mình tạo cái nghiệp cho mình. Quý vị nhớ cô Diệu Trân ở bên Úc qua dự khóa tu vừa rồi với mình không? Cổ có người em rể bằng tuổi Pháp Hòa. Ngày hôm qua đi làm về phone cho vợ, nói em ơi để cửa chuẩn bị cơm, một lát anh về ăn. Thì người chồng vừa đậu xe ở trước cửa, bước xuống thì trào bọt mép. Chở vô bệnh viện thì chưa được tới bệnh viện nữa, đang trên đường thôi thì tắt thở, bằng tuổi với Pháp Hòa đó. Rồi cổ mới phone cho Pháp Hòa, rồi cổ mới nói trời ơi em con nó mới tức thì đây, mà bây giờ nó đi mà con bàng hoàng, con không có tin cái này là sự thật. Rồi Pháp Hòa mới cho cái chú đó một cái pháp danh để làm đám cho chú. Rồi đồng thời Pháp Hòa mới, cổ mới nói trời ơi thiệt, con thấy cái chết nó trước mắt vậy đó. Pháp Hòa mới nói nhân cái cơ hội này, đây là cái lúc mà cô khai thị cho người nhà đúng lúc nhất. Mới vừa gọi cho vợ nói để cửa chuẩn bị cơm anh về, mà thiệt cũng về, mà về tới cửa thôi chứ chưa vô được nhà. Thì thưa đại chúng, thế thì bây giờ trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đã nghe và đã thấy bao nhiêu cảnh như vậy, nhất là mình là dân ở chùa, phải không? Mình là dân ở chùa là cái chuyện mà vô thường mà nó đến mình nghe là ào ào liên liên, vậy mà tâm tánh mình không có một chút gì thay đổi hết. Thì có phải là mình chỉ nghe người ta đi du lịch vậy thôi, mình không bao giờ mà mình thấy cái gì hết. Cho mình phải chuẩn bị. Cho nên những gì mà người ở lại làm cho mình, thưa đại chúng, cần, nhưng mà đó là một phần trợ duyên. Chứ Pháp Hòa nói vậy cũng đừng làm gì hết không. Người ta làm là người ta thứ nhất là vì cái tình người ở lại đối với người ra đi, và đồng thời theo tinh thần tha lực, chúng ta trợ duyên một phần thêm cho người mất. Nhưng mà cái cốt yếu vẫn là tự thân chúng ta, chứ chúng ta không thể nương tựa vào ai hết. Mà chính khi Đức Phật sắp mất, Ngài A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn mất rồi, chúng con biết nương vào ai mà làm thầy? Các thầy phải nương vào giáo pháp, đừng nương vào ai hết. Tại vì không có người nào mà sống đó ngàn đời mãi mãi để mình nương đâu. Ví dụ như mình nói rằng con mong Hòa Thượng cửu trụ ta bà, tức là sống lâu ở đời này để chúng con nương tựa. Như vậy thì cái nương tựa đó mình nương tựa bao lâu? Cái câu đó là mình nương tựa trong một đời này, kiếp này, theo dõi theo cái bước đường tu tập mình tu thôi. Mình nương tựa trên tinh thần mình tu, chứ thật sự tự thân mình cũng phải tu, chứ không ai mà làm được gì cho mình. Chờ Pháp Hòa thưa với đại chúng, thỉnh thoảng Hòa hay giật mình cái câu đó. Cái chết với ngày mai, cái nào đến trước? Ví dụ bây giờ là 3:30 nè, thì Pháp Hòa mới nói ngày mai 1 giờ mình có công việc đó mình làm nha. Biết chắc mình có được tới ngày mai 1 giờ không? Đó, mình nói vậy đó. Cho nên cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh, thấy người chia rẽ khiến cho họ hòa thuận. Thấy người nào người ta chia rẽ, mình nói cho người ta hòa thuận, chứ không được nói người ta đang hòa thuận mà nói chia rẽ là một trong 5 tội. Tương đồng với giết cha, tương đồng với giết Phật, tương đồng với giết mẹ,
tương đồng với đập phá tượng Phật hay là làm thân Phật ra máu. Cái tội mà mình làm cho một cái đoàn thể người ta đang hòa hợp mà người ta chia rẽ, nó bằng với bốn cái tội trước: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hớn, làm thân Phật ra máu, hoặc là đập đổ tượng Phật, và cái tội cuối cùng là phá sự hòa hợp. Cho mình thấy ai mà chia rẽ là mình phải nói cho người ta hòa hợp, chứ mình không nên nói cho người ta thêm sự chia rẽ, hoặc là người ta đang hòa hợp mà mình nói cho người ta đổ vỡ. Thấy người sợ sệt, tìm phương che chở cứu hộ, rồi cho họ nhiều pháp lành, khiến người kia nghe rồi tâm được điều hòa nể phục. Đó, chứ không phải nói cho người ta thêm sợ. Nói trời sao tôi lúc này tôi thấy hèn chi, cái mặt chị nó xanh dờn. Lúc này chị như thế này, chị cho nó làm cho người ta thêm lo lắng. Thấy chúng sanh đói, thí thân thể khiến họ được no đủ. Ai đói thân mình đâu cho. Cái chữ mà thấy chúng sanh đói thí thân là gì? Thí thân này là hết lòng mình làm những gì cho người ta. Ví dụ hồi trưa thấy đông mà Pháp Hòa chỉ nói hờ thôi, nhưng mà biết là không thiếu thức ăn, nhưng mà Pháp Hòa nói hờ, lỡ thiếu những gì mà quý vị để dành lại chiều nay đó, đem ra cho người ta dùng trước. Chiều nay thiếu mình nấu khác, nhưng mà cái buổi nào là mình phải cho người ta no đủ bữa đó. Ví dụ vậy đó, chứ đừng để cho người ta đến mà người ta đói, hay là người ta đến mình tìm mọi cách mình giúp cho người ta có cái phương tiện. Cho thưa đại chúng, cái phước mà mình giúp cho người ta có được miếng ăn, có được cái mặt, có được cái chỗ ở, có được thuốc men, đó là tứ vật dụng mà trong nhà Phật chúng ta thường nói đó. Thứ nhất là nhà ở nè, thứ hai là quần áo nè, thứ ba là cơm nước nè, thứ tư là thuốc men. Bốn cái đó nếu chúng ta thường giúp đỡ cho người đó, không đời nào. Bây giờ quý vị nghĩ coi, có phải là căn bản đời người mình xài những cái dùng, mình phải có quần áo để mặc, mình phải có nhà để ở, mình có phải thuốc để chữa bệnh, và mình phải có ăn để sống, thấy không? Còn cái chuyện mình có iPhone 6, iPhone 7, iPad hay là laptop hay desktop hay cái gì đó là phụ thuộc, nó là phụ tùng chơi cho vui. Nhưng mà căn bản đời người chúng ta có bốn cái đó, thì trong Phật giáo cũng dạy cho chúng ta bố thí bốn cái đó là bố thí thù thắng. Bố thí chỗ ở, bố thí thuốc men, bố thí thực phẩm và bố thí áo quần. Mà nếu mình thường cung cấp cho người khác những cái đó, không đời nào mình sanh ra mình thiếu. Mình bệnh tự nhiên cũng có người cho mình thuốc, mà cho hơn, cho nhiều, cho dư nữa. Không chừng thuốc tốt nữa. Cho nên phải tin cái đó. Mà Pháp Hòa rất là tin cái điều đó. Mà tin đây không có nghĩa là mình làm mà mình tin, mà từ hồi nhỏ mình thấy người ta như vậy mình giúp, tự nhiên đời này, ngay trong đời này thôi, bây giờ Pháp Hòa thấy rõ cái phước lành nó tới với mình. Tại vì từ nhỏ mình làm mà không hề mình để tâm mấy cái chuyện đó. Đi tụng đám ma cho người ta đó, mà cái mình là Phật tử, đi tụng là tụng free, tụng không có tính tiền. Vậy mà tới nhà nào nghèo là hùng tiền lại cho. Mà quý vị biết hồi đó hoặc có 7-8 tuổi thì tiền đâu mà hùng, toàn là đi mượn. Cho nên là cũng anh hùng mượn nợ từ nhỏ chứ không phải giỡn đâu. Cho nên giờ lớn lên cũng còn biết đi mượn nợ. Hai bàn tay trắng làm nên đống nợ mà. Đi tới đám nào Pháp Hòa nhớ có cái bà đó, bà mất, mà gia đình nghèo đến mức độ là không có cái lư hương. Cái ngày đó bà nhớ là lấy một cái chén mẻ trong nhà, bà lấy múc một chén cát làm cái lư hương cúng cho bà. Không có cái bàn, lấy đồ mấy cái ghế trong nhà đó đâu lại là chén. Rồi hồi hội Việt Nam quý vị, thời nghèo là người ta hùng tiền, người ta cho cái quách á. Quý vị biết cái quách là bốn cái trong cái hộp vậy thôi, chứ không có cái dáng dấp gì của cái quan tài hết trơn á, thôi kêu cái quách vậy đó. Đó, có nhiều người người ta cho mình hùng lại, mà hồi xưa là cây xoài đó, cưa mấy cây xoài lắp ráp vô. Rồi một chiếc chiếu, thường thường liệm người bằng một bộ chiếu. Cho nên sau này nó cũng có cái bài hát á,
Một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh cây hòm, cặp đèn cầy, một chiếc chiếu. Đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, thương làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán chờ trời để nuôi con. Đừng khóc, đừng buồn. Ngày nào anh chết là cứ cái hòm chiếc chiếu, cặp đèn cầy một chiếc chiếu, đừng làm rộn gì hết, khỏi thương khỏi khóc gì hết, quần áo còn nhiêu đem ra bán chợ trời nuôi con. Thật sống thực tế vậy đó. Cho nên quý vị nào mà bây giờ đang lo nữa, tôi chết tôi không biết làm sao, đừng lo chuyện đó. Trời ơi, mình sống ở đây chính phủ còn không để cho mình đói mà lo gì cái chuyện. Thậm chí Pháp Hòa đã từng đi tụng những cái đám tang đó, mà chết mà không có người thân mà chính phủ lo đàng hoàng đó. Cái cô đó đó, cổ độc thân một mình, rồi cổ ở trong nhà cổ bị bệnh đó, cổ uống thuốc quá liều, cổ chết. Thì cổ ở trong cái chung cư đó 3 ngày thì cái ông manager đó không thấy cổ, mới phá cửa vô thì thấy cô nằm cổ mất trong đó rồi. Mà người thân không biết liên lạc với ai, thì cuối cùng mới liên lạc lên trung tâm của những người Việt của chúng ta. Thì bắt đầu phone lên chùa nhờ Pháp Hòa ra tụng. Mà như vậy mà quý vị biết chính phủ có một cái khu đất để dành chôn những người không có người thân. Sau này kiếm được người thân, chính phủ sẽ cho cái số đó đi tìm đúng ngay cái mộ để người thân tới thăm viếng. Và nhà hoàng ở đây, tất cả nhà hoàng trong Edmonton này, họ thế thên, họ thay phiên với nhau, mỗi ngày là một cái nhà hoàng lo cho những người không có thân nhân. Ví dụ hôm nay có một người nào mất trong Minh Tinh mà họ không có người thân, mà tới phiên cái nhà hoàng A thì nhà hoàng A phải chịu trách nhiệm. Rồi ngày mai tới nhà hoàng B, nếu lỡ ai mất trong trường hợp đó, nhà hoàng B chịu trách nhiệm. Mà quý vị có thấy có bao giờ chính phủ ở đây mà mình thất nghiệp, mình đói mà chính phủ cho mình chết đói không? Không. Người ta vẫn có những trung tâm cho mình ở, người ta vẫn lo cho mình cơm, bất quá là mình không có cái đời sống như cái bình thường của mình là mình đi làm, nhưng mà thật sự những cái căn bản cuộc sống không có mất. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái mình lo là gì? Chuẩn bị hành trang để mình tái sinh những cái nghiệp lành của mình đi đâu. Cho quý vị nhớ mỗi ngày quán tưởng năm điều: tôi thế nào cũng sẽ già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng phải chết, phải bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tôi thế nào cũng xa rời người thân và của cải của tôi, tôi không thể nào ở với người thân và giữ của cải mãi mãi. Điều thứ năm, tôi thế nào rồi cũng phải mang cái nghiệp lành hay là không lành của tôi đi theo, còn tất cả cái khác tôi để lại hết. Cho cái đó mình chuẩn bị. Thấy chúng sanh đói, thí thân thể khiến họ được no đủ, nguyện không sanh tâm tham ác, chính lúc ăn thân ta như ăn cỏ cây. Thường ưa cúng dường sư trưởng, mẹ cha, bạn lành và những bậc có đức. Đối với người oán thù hay thân mật, tâm đều bình đẳng. Ví dụ bây giờ cùng một cái bữa ăn ngồi đó đó, mà cái người mà mình không ưa mà họ cũng không ưa mình, với cái người bạn thân á, nhớ là khi mình đem cơm ra hai dĩa nó phải bình đẳng nha. Chứ cái người thân của mình là tới ba miếng đậu hũ mà cái người kia chỉ có nước đậu hũ thôi là không được. Cho nên trong này nói là cái người mà đối với người thân thù hay là thân mật của mình tâm bình đẳng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình với họ đã có oán thù, cho nên rồi cái oan trái đó, sao mình không nghĩ cái lúc mà mình đem một cái chén cơm ra như vậy mà bình đẳng, đó là lúc giải oán. Nếu họ nhìn vô cái dĩa cơm, họ thấy là mình đã đối xử với họ bình đẳng, cái oán thù đó nó chưa hết đi nữa, nó sẽ giảm. Còn nếu như mình nói cái bà đó tôi không ưa, rồi cho nên tôi mình bưng, thậm chí mình còn bỉ mặt á, bằng cách là bưng dĩa cơm cho người thân mình thôi, còn người đó không ưa, mình nói cho họ biết là tôi không ưa anh hay là tôi không ưa chị, oán thù nó thêm. Sao mình không nghĩ lúc này là cái lúc tốt nhất để mình giải cái oán thù giữa mình với người đó? Cho nên đó, cái người nào mà họ đang giận mình mà bữa nào họ phone cho mình, họ nhờ mình đã nhớ làm nha, đừng có từ chối. Tại vì khi mình nhận lời mình làm cho họ đó, tức là cái lúc mà
đã đến lúc cái duyên lành nó đến, cái cơ hội nó đến để cho mình với họ giải cái oán thù. Đừng từ chối họ. Trong lẽ ra họ giận mình, họ cũng hận thù giống như mình vậy. Họ từ chối mình, họ sẽ không nhờ vả gì mình, thì sẽ không bao giờ có cơ hội. Nhưng nếu họ nhờ tới mình, hoặc là thí dụ bây giờ cái người đó hôm nay á, trước họ tự nhiên sao họ tốt, họ đến nói chị tôi đi chợ này, chị có cần mua gì không, chị tôi mua giùm cho, hay là chị đi tới đó không tôi chở cho. Đừng từ chối, tại vì đó là cái cơ hội để mình giải oán với họ. Mình phải chấp nhận cái lời đó, tại vì người ta đã đến với mình, người ta mở lời. Có thể mình còn suy nghĩ chắc cái người đó giả bộ chứ tốt làm gì. Không, tại sao mình không thiệt đi, dù người ta có giả mà nhiều cái thiệt của mình nó cũng lấn cái giả của người ta ra, người ta thấy cái thật của mình. Cho nên nó cái đó là cái cách duy nhất thôi mà Đức Phật dạy trong kinh, phải không? Oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Tình thương diệt oán thù là định luật thiên thu. Thường hứa cúng dường sư trưởng, mẹ cha bạn lành, bực có đức đối với người oán thù hay thân mật, tâm điều bình đẳng. Thường tu pháp lục niệm và tưởng vô ngã. Biết pháp lục niệm không? À, lục niệm là cái gì? Lục là mấy? Sao biết sao? Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Còn nếu mà thêm bốn niệm nữa thành thập niệm: niệm vô thường, niệm hưu tức, niệm chết, niệm hơi thở. Bốn cái niệm còn lại nữa là đủ thập niệm. Còn bây giờ mình thí dụ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mới có niệm Phật à, mình còn thiếu niệm Pháp nữa. Lâu lâu phải niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm làm sao? Thí dụ như là người ta chọc mình giận, chọc mình giận, cái mình nhớ lại mình nói cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đọc cái bài kinh, bài kệ đó lên, câu pháp đó lên để giúp cho mình. Ví dụ như mình mới bị người ta khen chê, mình buồn quá, cái mình đọc cái câu lên: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Đọc cái câu pháp đó giúp cho mình. Rồi bây giờ mình mới bị người ta làm cái gì đó mình phiền, mình nói như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không thể hại. Cái này là tại mình không khéo tu nè, người ta mới có nhúc nhích như vậy là mình lui 8 bước rồi. Tức là niệm Phật, niệm Pháp là mình niệm những cái câu kinh như vậy đó, những cái câu kệ như vậy, phải nhớ, phải nhớ như vậy. Niệm Phật, niệm Pháp, rồi niệm Tăng, niệm thí, niệm giới. Niệm giới tức là mình giới Pháp mà mình niệm đó. Thí dụ như hồi nãy mình tâm mình đang thanh tịnh bình đẳng quá, không có gì trở ngại hết, cái mình đi vô, mình đi toilet, đi vệ sinh gì đó, hay mình đi xuống bếp vừa thấy thấy ai để cái đồng hồ hay cái cà rá mà bỏ quên mà nó mắc tiền dữ lắm á, chứ nếu mà nó rẻ rẻ thì mình ra mình làm Bồ Tát, ai bỏ quên tôi trả lại. Nhưng mà này đây là cơ hội. Mình mới vừa lấy bỏ không, giờ bỏ không túi rồi cái nhớ trực lại, này là phạm giới ăn cắp nè, móc ra liền để lại. Niệm giới tức là lúc đó mình nhớ lại mình không nên ăn cắp. Mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Còn bữa nào mà sân si phiền não nhiều chút nữa đó, niệm câu nữa, niệm vô thường. Trời ơi, chết tới nơi rõ đó, giận hoài. Niệm vậy đó gọi là niệm vô thường. Hay là niệm tử, niệm tử là niệm chết á. Thường tu lục niệm và tưởng vô ngã. Vô ngã là cái gì? Vô ngã là không có mình thiệt. Tức là mình thấy rằng mình có đây, nhưng mà mình này cũng là tạm có thôi. Nếu mình có thì mình đâu có già. Nếu mình có thiệt thì mình đâu có già, mình đâu có bệnh. Hồi tối hôm qua có một ông Tây, ông lên ông hỏi Pháp Hòa đó. Ông nói rằng tôi tu phép theo cái kinh quán niệm hơi thở đó, thì trong đó có một cái quán niệm là quán tưởng các pháp là vô thường đó. Thì cái chữ pháp này là sao? Tại vì tiếng Việt đọc là pháp, nhưng mà tiếng
tiếng Pali gọi là Dhamma, thì cái hai cái chữ này nó giống là nếu người Việt mà đọc thì nó ủa như vậy là Phật pháp làm sao? Thì Pháp Hòa nói không, cái chữ pháp này ở trường hợp này phải hiểu là mọi hiện tượng sự vật. Thấy không? Phật pháp cũng là một pháp, nhưng mà tất cả các pháp này nó không có cố định. Chính nó không cố định cho nên nó là vô thường. Mà phải niệm như vậy để làm chi? Để tâm mình chấp nhận và tự tại trước mọi cái biến đổi. Quý vị cứ quán cây chuối, nhìn cây chuối là thấy được pháp vô ngã. Thấy không? Cây chuối nó đâu có cái lõi, phải không? Nó cứ bẻ từng bẹ, từng bẹ, bẹ bẻ hết ra cái sạch cây chuối. 12 nhân duyên, nhớ 12 nhân duyên là phải không? Những chỗ không có ngôi tam bảo, ưa nơi vắng vẻ tu tập đức từ bi. Bây giờ chỗ nào mà không có ngôi tam bảo đó thì mình tu tập, bây giờ không có cái điểm tựa thì mình tu tập từ bi. Các chúng sanh, Đức Phật gọi đó, nếu có người thấy thân ta hoặc nghe hay xúc chạm đến đều được xa lìa phiền não. Xin lỗi, cái câu này là mình nói rằng nếu có chúng sanh nào đó, tức là tất cả chúng sanh, nếu có người nào thấy thân mình, thân ta đó, hoặc nghe hay xúc chạm đến đều được xa lìa phiền não. Cái này nó ngược như bây giờ á, người ta mình nguyện á, theo như tinh thần Bồ Tát là nguyện là ai mà xúc chạm tới mình thôi người ta cũng xa lìa phiền não. Còn giờ thì sao? Ai mà xúc chạm tới mình thì mình sanh phiền não. Chứ bởi vì mình sẵn có phiền não cho nên mình còn tuyên bố một câu đừng có đụng tôi nha. Nước sông không đụng nước giếng nha. Tức là mình không ai, mình không muốn ai đụng tới mình hết. Nhưng mà nếu như theo cái tinh thần này, những người nào thấy thân mình hoặc là nghe tiếng tên mình hay xúc chạm đến mình, chứ xúc chạm là tiếp xúc á, va chạm tiếp xúc, đều được xa lìa phiền não. Vị Bồ Tát dù biết ngoài Bồ Đề ra không cầu quả gì khác nữa, xong vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh. Cái câu này hay vô cùng. Đã là Bồ Tát rồi thì không còn mong cầu gì nữa, nhưng mà vì chúng sanh, xong vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh. Mình làm là vì ai? Đâu phải vì mình, chứ nếu vì mình là khỏe rồi. Mình có thể ở góc nào đó mình tu cũng được vậy. Nhưng mà ngày nay quý vị thấy những các vị tăng ni, các vị tôn đức lăn xả vào đời làm tất cả mọi việc, đâu phải vì khác đâu. Ví dụ như Pháp Hòa biết là ở bên Ấn Độ có những sư cô, những thầy qua bển ở bên đó mở trường học dạy cho con nít nghèo ở bên Ấn Độ cho nó có trường, có lớp, nó biết chữ, biết nghĩa. Nếu mà một vị sư cô đó, một vị thầy đó vì cá nhân mình khỏe thôi, ở góc nào mình tu cũng được, phải không? Nhưng mà các vị đó đến tận cái nơi đó, rộng mở ra các cái cơ sở trường học để làm gì? Để dạy học cho học sinh, trẻ em. Rồi có người không làm đó, người ta đi mở những cái nơi như là nuôi dạy trẻ mồ côi, hay là tiếp nhận những người già, hay là tiếp nhận những người bệnh tâm thần, vân vân. Đó, cho cái câu kết của cái câu này nè. Nãy giờ mình nghe nguyện quá trời luôn, muốn cái này, mong cái kia. Rồi mình sẽ đặt một câu hỏi là ủa Bồ Tát tu gì mà cứ mong với muốn không? Không. Cho nên trong này mới kết một câu. Vị Bồ Tát dù biết, mình biết rất rõ, ngoài cái tâm Bồ Đề không cầu gì khác nữa, nhưng vì chúng sanh nên mong cầu để rộng làm lợi ích cho chúng sanh, chứ đâu có cái gì khác. Bây giờ ví dụ như giờ Pháp Hòa nói tôi ngồi thiền, tôi cần một cái tọa cụ, cái bồ đòn, nhưng mà đạo hữu phát tâm cho tôi một bộ thì thôi cho tôi xin thêm 200 bộ nữa. Tôi nói trời ơi, mình thì ngồi chỉ 200 bộ, và không, tôi xin cho Phật tử ngồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên quý vị biết có nhiều khi, thí dụ con mình á, mình dẫn nó đi chợ, nó nói má mua cho con kẹo được không, cái mình mua cho nó một bịch, cái nó nói ngày mai con đi học có con có bạn nữa, má mua cho con bịch, con cho bạn nữa. Mày hay quá ha, mày khôn quá ha,
mày ăn chưa đủ, mày còn đem cho bạn mình nữa, mình mắng nhỏ mà mình không biết. Nếu nó nói được câu đó mình phải mừng, vì nó sống mà nó biết luôn cả bạn bè, nó biết người xung quanh. Sợ nó lớn mai mốt cái tâm nó không còn, mà bây giờ nó nhỏ nó còn cái tâm đó, mình phải mừng cho nó. Và mình không có tiền mình mua thì mình mua ít lại, hoặc là mình nói thôi giờ má không có tiền, con có bịch kẹo này, ngày mai con đem con vô con chia sẻ cho bạn con. Chứ đừng có rầy nó, đừng có rầy nó kiểu như khôn nhà dạy chợ lấy của nhà mà đem cho người khác ăn. Mình thấy một người nào phát được cái tâm đó phải mừng. Đó, Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng những gì mà chúng ta làm không phải chúng ta không biết, chúng ta không có ham gì nữa hết, nhưng mà cái sự mong cầu này cũng không ngoài vì lợi ích chung cho tất cả, chứ không có gì khác hơn. Chỉ cái câu đó mình để ý. Lẽ ra mình tu rồi biết rõ rất rõ, cầu cái sự bồ đề thì không có còn gì khác hơn nữa là phát tâm mình tu, nhưng mà vì lợi ích chúng sanh. Giống như Đức Phật Thích Ca vậy đó. Ngài là một thái tử mà nếu mà Ngài muốn hưởng mình Ngài thì khỏe rồi. Hay Ngài đi tu cho mình Ngài thì Ngài vì đêm nay trong hoàng cung Thích Ca Ngài lòng đã quyết nguyện vì bao chúng sanh. Cậu kế là gì bác Tâm Hóa? Đó. Nguyện vì bao chúng sanh cho nên Ngài mới ra đi. Cái bài hát mà đêm đến đã lâu rồi, đã lâu rồi, Ngài đã chọn đường đi, đường từ bi. Đêm nay trong hoàng cung Thích Ca Ngài lòng đã quyết nguyện vì bao chúng sanh, cho nên đêm tối này Ngài ra đi. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết thề nguyện cứu với chúng sanh. Cái bài mà dòng Anoma nói lên cái thời gian mà Đức Phật cắt tóc đó, hay là Thành Ca Tỳ La đó, một điệu nhạc mà hai lời. Dòng Anoma sống nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng nước biết Thích Ca Ngài lòng vững bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh luôn nhớ hoài. Thành thử ra mình những cái lời đó nó cũng nhằm làm tỏ lên cái ý này, hay là lời kinh này cũng làm tỏ những cái ý trong những cái bản nhạc như vậy. Không ai không biết cái chuyện mình tu là nhiêu đó thôi, nhưng vì chúng sanh, vì lợi ích chung mà chúng ta làm. Cho nên thí dụ như bây giờ, tại sao quý vị có tiền, có những Phật tử ta có tiền, ta không để dành mình ta ăn, người ta đem cúng dường, người ta đem cúng dường, mua bánh, mua kẹo, hay nói chung là tất cả mọi thứ cho đại chúng. Cho nên ngày nay những gì chúng ta đóng góp cho tất cả các đạo tràng trên thế gian này, không phải riêng cho Tây Thiên, tất cả mọi nơi mọi chốn, ở chỗ nào có xây chùa, làm việc thiện là chúng ta đều có đóng góp. Để làm gì? Chúng ta gieo cái duyên đến mười phương. Đến mười phương lỡ đời nào mình sanh ra mình không đủ, còn không đủ duyên ở nước ngoài nữa mà lọt lại mấy cái nước kia, thì mình cũng còn được cái duyên lành với những cái chỗ đó. Thôi chúng ta dừng ở đây. Với cõi đời này có 8 cái được gọi là cực khổ. Thứ nhất, cõi đời này chúng ta bị một cái khổ của sanh. Rất hiếm người nào sanh ra đời mà không làm cho mẹ mình đau đớn. Hiếm lắm. Người nào sanh ra thì người mẹ cũng phải đau đớn. Có khi một ngày, có khi nửa buổi, có khi cả suốt mười mấy ngày. Pháp Hòa biết có những người sanh ra mà người mẹ phải đau bụng tới 10 ngày sau mới sanh. Vì vậy mà người Trung Hoa đó, người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình là Mẫu Nan Nhật. Mẫu là mẹ, Nan là khó, Nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó cực nhất như mình. Cho nên thay vì gọi là sinh nhật thì chúng ta gọi là Mẫu Nan Nhật. Nói vậy để chi? Để chúng ta nhớ cái ơn của mẹ. Và con người này, cõi đời này, chúng ta phải thọ khổ, khổ của cái sanh đẻ.
Và xin lỗi, do đâu mà người nữ có thai phải có sự dục nhiễm của nam nữ thì mới có được cái thai đó. Và khi sanh ra thì đau đớn, mà lọt lòng mẹ thì dơ bẩn, rồi phải rửa ráy, rồi thậm chí có nhiều khi sanh xong rồi người mẹ ra máu, ra huyết, chết. Cũng có trường hợp như vậy. Vậy thì cái đời, cái cõi đời này của chúng ta có cái khổ thứ nhất là sanh khổ, mà ngược lại ở cõi cực lạc thì không có sanh khổ như thế. Mà cõi cực lạc gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Sanh từ đâu? Sanh từ hoa sen. Cho nên mới có câu đó: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Sen chính phẩm ở cõi cực lạc là cha mẹ của mình, là mẹ mình. Vì sao mà, vì sao? Vì chúng ta sanh không phải bằng dục nhiễm của nam nữ mà thọ thai, mà bằng sự thanh tịnh. Cho nên mình sanh về cõi đó thì từ hoa sen sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy ha, rồi Pháp Hòa ví dụ nè. Mình đi chùa, trước kia có biết chùa chiền gì đâu, thậm chí ai rủ đi chùa còn ngán muốn chết. Tự nhiên có ngày nọ sao giờ thích đi chùa, rồi đi vô chùa xong cái xin quy y, rồi bây giờ thích tụng kinh, thích mặc áo tràng. Mình sanh một mình, bây giờ mình sanh lại trong chùa rồi, cuộc đời mình bây giờ đổi mới rồi. Ngày xưa là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mất tiêu ở chỗ Bạc Ti, bây giờ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ở chùa. Ta gặp mình là bây giờ muốn kiếm mình là đi kiếm chơi trong chùa kiếm. Thì bây giờ thưa đại chúng, hồi trước lúc mình còn nhỏ mẹ cha mình sinh, bây giờ mình quy y theo Phâm Bảo, mình có một cái pháp danh, có một cái tên, và mình là một con người mới. Có phải là mình đã sinh không? Nhưng mà sinh ở trong cái chùa này đâu cần ai sinh, phải không? Mà mình từ trong cái sự vượt thoát cái ô nhiễm mà chúng ta sinh. Như vậy chỗ này gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân. Cho nên được gọi là vui. Cực lạc, lạc là vui. Bây giờ cái vui thứ nhất của cõi cực lạc là gì? Là sanh trong hoa sen. Cũng giống mình đó, đi chùa là mình sinh một người mới rồi. Hồi đó đó, một câu Phật Pháp nửa chữ cũng không hiểu nữa. Mà bây giờ, hồi đó hỏi mình Tam Bảo là gì? Tôi biết chữ Hán là Tam là ba, Bảo là quý, hột xoàn là một món quý, gì đá ruby hay là gì đó. Mình hiểu Tam Bảo theo thế gian. Bây giờ tôi biết rồi, Tam Bảo trong Phật Pháp là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Vậy thì cái đời, cõi đời này chúng ta sanh bằng cái nhiễm ô, đau đớn, thì cõi cực lạc không sanh như thế, mà sanh trong hoa sen. Vì sao mà sanh trong hoa sen? Không có nhiễm ô. Sen là một loài hoa vượt bùn mà, từ trong bùn mà vượt lên. Thì như chúng ta đấy, chúng ta cũng sống ở trong cõi đời đầy bùn nhơ, mà từ cái bùn này bây giờ chúng ta bước ra rồi. Vậy thì bây giờ một khi mình biết đi chùa là mình cũng giữ một phần. Như cái ý nghĩa của cực lạc là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Rồi, cái thứ hai, cái khổ của thứ hai của cõi đời này là gì? Sanh rồi gì nữa? Già. Sanh là già là lão đó. Trời, nói chữ Hán nữa. Nói tiếng Việt không chịu ha. Sanh là già, sanh rồi lão. Bây giờ hễ có cái sanh thì phải có cái thay đổi của cái tướng đó. Và cái cõi đời này mình bị chịu ảnh hưởng. Thưa đại chúng, quý vị nhìn những người bà con mình ở Việt Nam đó, có thể nhỏ tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi mình mà nhìn họ già hơn mình. Tại sao? Vì cái quốc độ, cái thời tiết ở đó, nắng rám, nó làm cho con người đen đuốc, nhìn cằn cỗi.
Nhưng mà ngược lại, chúng ta sanh sống ở đây thì cuộc sống mình, da dẻ mình nó khác. Thật sự mình ở đây mình lo hơn bên Việt Nam nhiều lắm. Ở Việt Nam á, nếu có lo đi ít thôi, lo một vài bill thôi, ở đó mình lo nhiều bill lắm. Ở đây mà ở Việt Nam á, 10 người mới có thể có được một chiếc xe hơi, hoặc là 100 người mới có một chiếc. Còn ở đây á, hầu như mỗi người một chiếc. Mà có chiếc xe hơi là phải lo gì? Bảo hiểm nè, tiền xăng nè, tiền bảo trì nè. Mà gặp mình ở xứ tuyết nữa, trước khi mùa đông là phải đi thun nắp xe, rồi phải thay 4 cái bánh xe mùa đông, phải không? Dạ, yeah. Một chiếc xe không là thấy sơ sơ, bill xăng, bill bảo hiểm, bill bảo trì. Rồi giờ tới cái nhà. Không. Bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ. Rồi ngoài ra con cái ở đây sợ nó hư, bắt đầu đăng ký đi học đàn, học bơi, học võ. Một tháng không biết bao nhiêu cái lo. Nhưng mà tại đỡ một cái là mình ở cái xứ này, mình còn có đi làm, có đồng ra đồng vô, và thời tiết nó làm cho con người không đến nỗi. Cho nên nhìn người mình cũng tươi tắn, trắng trẻo hơn những vị ở Việt Nam. Đó mình nói một cái ví dụ giữa Việt Nam với đây. Thì nói như vậy để Pháp Hòa ví dụ cõi đời này và cõi cực lạc. Cái cõi đời này có người chúng ta già, nghĩa là thay đổi theo quốc độ, thời tiết, công việc. Có một người suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, tóc bạc hết. Vì cái cõi đời này nó rất nhiều thứ nó chi phối, nó làm cho con người mình già theo nó. Pháp Hòa ví dụ như trước năm 2006, Pháp Hòa nhìn ok lắm chứ. Lâu lâu cho mình nhận giải tự tin chút á. Nhưng mà sau khi mà mình bao nhiêu cái trách nhiệm trên người mình rồi thì sao? Quá chừng mệt mỏi. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì ở cõi cực lạc không bị cái đó. Ở cực lạc được cái phước thứ hai là gì? Tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn ở đây nè, mà cái cõi đó không cần làm gì hết. Tại vì sao? Ở cõi đó không có rầu lo buồn khổ bêu bổng gì hết. Không có bị chi phối bởi tình cảm, vợ chồng con cái nó hẹn mình mà nó không tới. Rồi không có phải lo cái phone bất cứ cái gì, cho nên thân tướng người ta trang nghiêm. Còn ở cõi đời này là thôi đủ thứ hết. Nội cái phone thôi mà đổi liên tu bất tận. Rồi nội cái thích xài phone xịn mà không biết tắt phone mới chết. Phone xịn nào cũng có hết mà. Đại chúng nhớ tắt phone nghe. Dạ con tắt rồi. Tắt sao biết không? Nó vừa réo bấm cái bụp. Nó nín thôi chứ đâu tắt. Cái già mà trong kinh sách định nghĩa già là sao? Thế nào kêu là già? Tóc chuyển màu, da nhăn nhăn, ăn không còn biết ngon, mà ăn vô rồi khó tiêu hóa, tay chân run rẩy. Hồi xưa ngồi cả ngày không mệt, đánh tứ sắc cả đêm có sao. Hồi xưa tứ sắc luôn còn sao, giờ nhức sắc à. Tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi. Thì trong kinh sách định nghĩa thế nào là già? Từ tóc nha. Tóc đổi màu, mắt mờ, da nhăn, răng rụng, ăn không ngon, ăn không tiêu, gối mỏi, tai rung, đủ thứ hết. Đó là hiện tướng của già. Bây giờ quý vị để ý coi, sức khỏe của mình mỗi năm là mỗi xuống dốc. Mỗi năm là mỗi xuống dốc. Chứ đừng có nói là, mình nói như vậy là nói có một cái khoảng cách, một cái chu kỳ là một năm đó. Chứ nhiều khi tháng trước tháng sau là mình đã thấy khác rồi. Thậm chí có những người đang khỏe, sau một cái cơn bệnh ruột thừa ruột dư gì đó, đi vô một ca mổ ra là sức khỏe nó yếu liền.
cơ thể mình đó, mà hễ có sự giải phẫu là nhất định sẽ xuống sinh. Đó là già. Nhưng mà ngược lại, ở cõi cực lạc thì thân tướng hảo trang nghiêm. Tướng là cái tướng, cái form, hảo là đẹp, tướng hảo là tướng đẹp. Trang nghiêm ở đời này mình mà muốn đẹp là phải làm dữ lắm, đánh mấy lớp luôn. Trên này thoa, đây thoa, đủ thứ hết nó mới đẹp, chứ đâu phải tự nó đẹp đâu, mà cõi cực lạc khỏi. Cho nên cái chữ trang nghiêm á, nghĩa là khi chúng ta tu tập là có sự trang nghiêm. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như một Phật tử đi chùa thì gặp chư tăng mặc, mình mặc áo tràng xong gặp chư tăng chắp tay: mô Phật, con kính thầy. Đâu có làm gì đâu, mà mình nhìn Phật tử nói: chà, cô Phật tử đó trang nghiêm quá. Đâu có cần phải xách một cái giỏ rồi đi tướng làm sao. Cái đó người ta kêu là gì? Quý phái sang trọng, chứ không phải trang nghiêm. Còn trang nghiêm theo cái chữ nghĩa của nhà Phật là người đó ở nơi đó có một cái cách cung cách mà người ta nhìn nó có một cái gì nó đầm thắm, nó điềm đạm, nó đẹp, cái nét thuần hòa trong đó. Cái đó gọi là trang nghiêm. Ví dụ mình thắp cây hương, thắp xong rồi lấy, mình thắp hương á, thay lấy cái tay quạt chứ không có lấy miệng thổi. Ta nhìn cái đó thôi, Phật tử này có học nè, có học oai nghi nè, phải không? Đèn thờ trên bàn Phật á, muốn tắt là phải có cái đồ chụp xuống, chứ hoặc là lấy miếng giấy đậy lên cho nó tắt, chứ không đưa cái miệng thổi. Nhiều khi có thói quen kêu tắt đèn cái đưa cái miệng thổi. Tại sao trong chùa không cho thổi đèn? Có hai ý. Một là mình thổi như vậy, cái hơi dơ trong miệng mình nó có thể làm cho cái đèn dơ, thì mình cúng Phật không đủ trang nghiêm thanh tịnh. Ý nghĩa thứ hai, lỡ có con muỗi con gì nó đang bay ngang, do cái thổi của mình mà con muỗi nó rớt vô cái đèn đó nó chết. Cho nên chúng ta không có thổi đèn, cũng không có thổi nhang. Vì nhang là cái hương mình sắp sửa dâng cúng, mà cái hơi miệng mình nó không có được sạch, thì mình thổi vô có thể làm ô uế cây hương đó. Thì bởi vì khi mình cúng là mình đem trọn tấm lòng của mình. Ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên á, chữ trang nghiêm là khi mình làm cái gì, mình nói, mình làm, mình đi đứng, ở trong đó nó toát ra được một cái đạo hạnh, một cái sự thanh tịnh từ nội tâm, thì nhà Phật gọi là trang nghiêm. Ví dụ như hồi nãy, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Vậy thì muốn trang nghiêm thì chúng ta phải có sự thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới trang nghiêm. Mình làm gì mà ồn náo thì ta đây, sao chỗ này nó nhộn nhịp, nó ung sùm. Còn cái chỗ nào yên tịnh, mọi đông người mà vẫn giữ được cái nét yên tịnh thì là quá trang nghiêm quá. Cho nên Phật tử chấp tài, chấp ngay ngắn như thế. Xá Phật, xá chư tăng, cúi xuống, chứ không có xá sơ sơ. Có nhiều khi vừa xá vừa ngước, phải không? Mình xá Phật, xá xuống, thì chúng ta nhìn cái xá đó thôi trang nghiêm quá. Vậy thì cõi cực lạc là tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn cõi đời này cái già nó chi phối. Do đâu mà con người dù không lo gì, con người nó cũng già, mà nó già theo thời theo cái tuổi tác. Nhưng có nhiều người ta già mau hơn là kêu già háp á. Hoặc là do đâu mà con người già lẹ, do lo lắng buồn khổ. Cho nên cõi đời này á, sở dĩ nó có những cái biến đổi nhanh lẹ là tại vì cái khổ nó chi phối mình. Có nhiều người chỉ một đêm rầu thôi, ngày hôm sau ra. Cho ta mới có câu là
tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, phát là tóc. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị cái chi phối thứ hai là khổ, là già khổ. Nhưng mà cực lạc thì thân tướng trang nghiêm. Tại sao? Vì không ân, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Nói tóm lại, những khi chúng ta sao, dù chúng ta sống ở đời này, bây giờ so với cái người mà ít lo rầu với cái người thường lo rầu, hay nói cách khác là cái người sống mà tâm tư họ thảnh thơi nhẹ nhàng, nhìn họ cái tướng của họ nó cũng khác cái tướng lo rầu của người đang khổ đau. Rồi cái thứ ba, con người của chúng ta ở đời này bị chi phối bởi một cái thứ ba. Con người mình chi phối bởi cái thứ ba là gì? Là bệnh, phải không? Sanh, già, bệnh. Rồi bệnh là sao? Thật ra con người chúng ta đã có cái thân này thì cái bệnh nó sẽ đến. Nhưng mà có nhiều người bệnh lẹ hơn, nhanh hơn. Một phần là do đời sống của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như mình ăn uống không có cẩn thận, ăn không có kỹ lưỡng cũng dễ bệnh. Rồi và hiện đời này, vì con người vì muốn đáp ứng những nhu cầu cho nên họ xài nhiều cái hóa chất hơn. Ví dụ ngày xưa mình ăn trái cây chín cây nhiều, bây giờ mình ăn toàn là trái cây gì? Có thuốc, có hóa chất. Tại vì con người càng đông, tiêu thụ càng lớn thì cây nào mà nó mọc cho kịp, thì buộc lòng người ta phải bỏ thuốc. Rồi ngay cả bây giờ con vật cũng có thuốc luôn, cộng rau cũng có thuốc luôn. À, Pháp Hòa có thấy có những nơi người ta trồng xà lách, tối nay gieo hạt sáng mai có xà lách rồi. Thì bây giờ mình ăn, quý vị để ý hôm nào mình đi, mình hồi xưa mình Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới qua đây đó, mình mua rau á, về mình không có rửa gì hết á, để vậy mình gói trong báo á, mình cất trong tủ lạnh nhiều khi cả tuần. Bây giờ quý vị thấy không, rau nó mau hư lắm. Rau nó mau hư mà nó thối nữa. Vì sao? Thuốc quá nhiều. Thì quý vị cứ tưởng tượng á, những cái chất đó mà nó vô trong cái ruột của mình, cái bao tử của mình thì sao đây? Đó là chưa nói người ta nuôi heo, nuôi gà toàn là ăn quá chất. Rồi mình mua về mình đâu có ăn liền đâu. Họ làm ở trong hãng á, khi nuôi là đã quá chất phải không? Rồi hãng đem về cắt thịt gì đó, ướp quá chất lần thứ hai, bỏ freezer, rồi đem ra bán. Bán mà hôm nào nó sale là mình đi ra mình hốt, hốt về cả tủ vậy đó. Mình đâu có ăn liền trong vòng tuần lễ, ăn 10 cái cục đó đâu, ăn mấy tháng trời. Rồi để trong freezer là đã một quá trình rồi phải không? Rồi ngày mai ăn là tối nay xả đá, đi làm về tối chiều bắt đầu cái đó nó mới tan đá. Thì quý vị tưởng tượng nguyên một cái buổi chiều mà nó xả đá thì bắt đầu nó đã có vi khuẩn rồi. Rồi mình nấu xong rồi mình không có thời giờ, mình nấu một lần ăn tuần. Cứ như thế cái độc hại nó phải tăng trưởng thôi. Đó là chưa nói hà tiện nữa nha. Chưa nói mình mà hà tiện mà cất giấu rồi để dành, rồi mà nó móc meo lên rồi xớt rồi cắt gọt rồi ăn lại. Mình nói như vậy thì cái bệnh của cõi đời này, bệnh là căn bản rồi đó. Nhưng mà chúng ta mau bệnh hơn và bệnh nhiều hơn là bởi vì cái đời sống của chúng ta, cái nhu cầu, cái tham đắm của con người chúng ta. Quý vị thấy ngày hồi nhỏ mình với con mấy đứa con nít ở đây là khác rồi phải không? Rồi mấy đứa con nít mà nó sanh ở đây cả 20-30 năm về trước và con nít mà nó sanh ở đây hiện những năm tháng sau này khác nữa rồi. Những đứa nhỏ hồi mấy chục năm trước á, nó không có iPhone, nó không có iPad,
phải không? Nó không có internet, vậy mà nó đời sống nó khá thiên nhiên. Bây giờ quý vị để ý có tất cả con nít nó đi tới đâu là mỗi đứa hát bài riêng một góc trời, mỗi đứa một cái iPhone, mỗi đứa một cái iPad, nó vô mỗi đứa một góc, nó không nói chuyện với nhau. Mà lâu lâu mình nhìn vô mình thấy hí 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 nó cười, tưởng đâu nó giỡn, nó nói chuyện với nhau, thì ra là nó đang chơi game, nó thích thú cái gì đó. Hầu như cái sự liên hệ giữa con người với con người càng ngày càng giảm đi. Bây giờ chúng ta nhiều khi ở gần bên vậy chứ không có nói chuyện. Muốn cái gì là send message. Ổng ở trên lầu mình ở dưới mình bấm xuống ăn cơm ông. Ổng nhắn xuống ok rồi xong. Khỏi kêu. Không, thành thử ra cái sự liên hệ giữa con người với con người mình cũng ít rồi. Pháp Hòa đi giảng cũng nhiều cái gì. Thì Pháp Hòa đi những cái chuyến đi mà gọi là công cộng. Bây giờ quý vị ra phi trường quý vị ngồi coi. Không ai nói chuyện với ai hết. Vì người nào cũng có một cái phone hết. Và người nào ngồi xuống rồi là bắt đầu thế giới của mình nó nằm trên bàn tay của mình. Thật sự cuộc sống nó đã đưa con người đi tới đó. Chứ nhiều khi mình không cố tình cố ý vậy. Nó thành một cái thói quen rồi. Ngồi xuống là phải móc phone. Check ra. Nó quen rồi. Rồi Pháp Hòa đi hướng dẫn những cái lớp khóa tu chung chung vậy. Và nhất là mấy đứa thích tối nó vô giường ấy. Ví dụ như vậy, bắt đầu mỗi đứa móc cái phone ra, rồi bắt đầu nó có thế giới của nó rồi đó. Rồi mình phải đi kiểm soát, mình nhắc nhở. Rồi bây giờ hồi đó đó mình ngủ thiên nhiên lắm. Thậm chí mà ngủ mà mở quạt máy mình cũng không thích nữa. Tại vì quạt máy nó làm cho mình dễ bệnh, dễ cảm. Bây giờ mỗi lần đi ngủ coi, phone nè, iPad nè, chạc điện để xung quanh, ảnh hưởng cái này ghê gớm lắm. Vì trong khi điện đó, quý vị không, nó ảnh hưởng đến cái luồng điện, nó ảnh hưởng đến cái bộ não mình dữ lắm. Cho nên có nhiều người người ta còn khuyên mình không nên ngủ gần computer. Và nếu như mình ở trong cái phòng mình có computer là phải tắt hẳn, chứ đừng để nó on trong khi mình ngủ. Và có những em á, nó chơi game nhiều đến mức độ là cái chân mày nó rụng hết. Là tại vì cái điện lực đó. Quý vị tưởng tượng đi học từ 4 giờ chiều ngồi trên game cho tới 6, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Ăn đâu cũng bới một tô, nó vô nó ngồi nó ăn mà. Thì cứ ngày nào cũng có như vậy thì làm gì không ảnh hưởng đó. Cho nên ở cõi đời này chúng ta có một cái khổ là bệnh khổ. Nhưng mà ở cực lạc thì sao? Tự tại thanh thái lạc. Tại sao gọi là tự tại thanh thái? Có cái gì đó mà phải bị chi phối. Mình bây giờ có cái phone là chị, nhà chị có wifi không? Có password không? Không, rồi đi tới đâu cái có chỗ ghim điện cho tôi ghim chặt. Khoan, hỏi sức khỏe đó, tôi ghim cái điện. Tôi cho cái phone tôi nó khỏe một cái rồi mình tính sao. Không có tội lỗi gì. Nhưng mà Pháp Hòa nói để rồi chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó bị chi phối. Bây giờ quý vị qua xứ nghèo, ví dụ như Ấn Độ, con người họ vẫn còn đang sống bằng cực lạc nha. Tự tại thanh thái, không có cái gì để lo hết. Trừ những cái thành phố mà gọi là sung túc thì không nói. Nhưng mà đa phần người dân Ấn Độ nghèo lắm. Có những vùng chưa có điện nha quý vị. Chiều 4 giờ là người ta lo người ta ăn cơm đi. Rồi chừng 6 giờ là trời tối là người ta sống trong bóng tối. Thậm chí là đoàn hành hương của mình lái xe đi những con đường, đèn xe mình nó pha vô mới thấy là ồ, ở trong đó có một gia đình đang ngồi ăn cơm. Nhưng mà người ta khỏe lắm, đâu có lo gì hết. Người ta đi đâu người ta đi không cần lo, vì có nhà có gì đâu sợ mất. Đâu có cần set alarm. Còn mình bây giờ nè, đi đâu cũng set alarm. Nhưng mà cuối cùng rồi quăng hình lên Facebook, báo cho thiên hạ biết gia đình tôi đang đi chơi xa.
Ăn trộm nó nói cảm ơn. Cảm ơn báo tin. Nó biết cái nhà này đi chơi tuần lễ rồi. Thành thử ra cái mà Facebook mà chúng ta đưa hình ảnh lên báo cho thiên hạ biết mình đang đi chơi đó, không? Nghe thì có vẻ sang trọng đó, nhưng mà mình đâu có biết nhiều khi trong cái vô hình, vô tình đó, chúng ta đã báo cho ăn trộm biết. We are not home. Feel free. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị một cái bệnh làm khổ mình. Bệnh nó nhiều thứ nha. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân nè, bắt buộc phải có rồi. Bệnh tâm có không? Có. Stress khủng khiếp. Quý vị biết cái mùa lễ này nè, đừng có nghĩ là mùa lễ này là thiên hạ exciting, vui vẻ nha. Có rất nhiều người bị stress. Stress là tại vì cuối năm rồi, mình phải thanh toán một số nợ, bill bộng, không có tiền, job không có, việc làm không có. Stress là vì quá nhiều bạn bè quà cáp rồi mình phải lo. Stress là vì người ta vui sai với bè bạn người thân, mình cô đơn lonely một mình. Nhất là những người độc thân, họ không có tu tập thì rất là dễ bị stress. Như em đây. Alone. Trời ơi, tối 24 là người ta đi hết trơn. Thầy không có ngon đâu thầy. Thầy cũng là bạn bè tới con đó, ổng còn đông hơn nữa. Dạ con đâu có nhiều đâu, thì thầy là nhiều lắm đó. Thì thưa đại chúng là bệnh nó có 3 dạng: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Thì cõi đời này chúng ta chi phối bụng một cái gọi là bệnh đó. Nhưng mà bù lại cõi cực lạc không bị cái bệnh này. Vì sao? Vì tự tại thâm thái lạc, cho nên được gọi là cực lạc. Thí dụ cõi đó là Bồ Tát bất thối là bạn lữ, nghĩa là các vị Bồ Tát không còn thối chuyển trên đường tu làm bạn của mình. Còn ở đời này á, bất thối Bồ Tát bạn lữ ít lắm. Đừng nói nghe, tặng quà mà không tương ưng cái tiền mà họ tặng mình, họ cũng nói mình keo nữa đó. Cho nên là họ tặng mình cái món hàng đó, mình phải biết cái giá trị của món hàng đó, rồi mai mốt tới phiên họ mình phải tặng tương đương, chứ không là người ta quánh giá. Ở cõi đó ta không có phải chuyện thù tạc giảng lai, mời mọc ăn uống, bao bọc với nhau. Còn cõi đời này bao làm xoang làm xộp, nó mau xẹp. Bao nó 5 lần mà nó chẳng bao mình lần nào là bắt đầu rồi đó, xài không được. Thí dụ vậy ha. Rồi chưa nói gì nữa, cõi đời này có những cái phong tục là gì, vô ăn chia bill. Ăn trăm nó hỏi bill muốn chia mấy lần. Khổ không? Vì sao? Vì cõi đời này còn thối chuyển lắm. Thối chuyển là gì? Lui sụp. Tâm tánh phải thù tạc vãng lai. Người ta đối với mình như vậy, mình không đối lại là bắt đầu mất bạn. Rồi sợ người ta cười, sợ người ta nói đủ kiểu hết. Cho nên thối chuyển cõi đời này khá nhiều. Nhưng mà ở trên đó đó, không có cái chuyện mời mọc vãng lai thù tạc gì hết. Cho nên khỏi lo. Như vậy, hôm nào mà chúng ta sống, chúng ta được quen biết những người bạn bất thối, mình có buồn, mình muốn nghỉ đi chùa, người ta vẫn khuyên mình trở về tu tập. Chuyện phiền não bạn bè, người này người kia đó là chuyện bình thường của thế gian. Tại sao mình lại thối chuyển bằng những cái chuyện như vậy? Đó là bất thối Bồ Tát. Đúng rồi, chị ở nhà đi, đừng thèm tới đó nữa, đi chùa phiền não quá đi chi. Đây là bất, là Bồ Tát thối chuyển nha. Chuyển là dời, thối là lui. Họ dời mình từ đây qua đây rồi họ lui mình mất tiêu. Cho nên ở đời này quý vị để ý,
Đừng có nói là bạn bè là ba con ruột thịt với nhau, cũng dễ buồn nhau vậy. Chỉ cần xê xích một chút, nói chuyện mà sai một chữ họ cũng buồn mình. Hoặc là lỡ mình không thấy, mình không chào họ, họ cũng buồn mình. Đủ thứ hết, sanh lão bệnh, phải không? Đó là tâm bệnh, thân bệnh, nghiệp bệnh. Rồi cái thứ tư của cõi đời này là gì? Chết. À, chết nó cũng có nhiều cách chết lắm. Chết mà đun ra mà chết kêu chết ngất, chết lạnh kêu chết ngắt, xỉu kêu chết giấc. Nhưng mà cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng lạc. Cực lạc là thọ mạng vô cực, thọ mạng vô lượng. Cõi đời chúng ta thì thọ mạng hạn lượng. Ví dụ như mình nói hồi xưa đời người 100 năm, nhưng mà đời người giờ còn nhiêu? Có 60 năm mà. Nhưng mà có nhiều người còn không tới tới 60 năm nữa, chưa hết đời người nữa. Thấy không? Và cõi đời này hiếm có người sống tới 3 số lắm. Thường thường là 2 số thôi. 98 tuổi, 99 tuổi, ai mà được 3 số là lên 100. Hiếm lắm. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Mỗi khi mà Ngài khai thị, Ngài hay nhắc là hiếm có ai sống tới 3 số lắm. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự có cây cả ngàn tuổi, nhưng mà ở đời này tìm một người 100 tuổi khó lắm. Thế thượng nan phùng bá tuế nhân, kiếm một người 100 tuổi đâu phải dễ. Nhưng mà nếu chỉ cần lên rừng sâu kiếm cây ngàn tuổi khó. Vì sao? Vì chúng sanh ở đời này sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có chừng có biết chừng nào đó, nhưng mà tử không biết. Ví dụ mình nhìn cái người đó, căn bản một người mang thai là 9 tháng 10 ngày, thì đó là sanh hữu hạn chứ gì. Ai cũng có thời hạn để sanh, nhưng mà tử thì vô kỳ, không nói được. Không ai bảo đảm được thọ mạng của mình. Ở cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng. Cho nên Đức Phật A-di-đà có ba nghĩa. Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng thọ, nghĩa thứ hai là vô lượng quang, nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Đó là nghĩa của chữ A-di-đà. Nhưng mà nói tới vô lượng quang á, Đức Phật Di-đà có tới 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, vô xưng quang, vô ngại quang, diệm vương quang, nhớ không? Quý vị hay đảnh lễ đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Thì những cái chữ đó là để diễn đạt lên cái ánh sáng của Phật Di Đà đó. Cho nên Đức Phật Di Đà có 12 ánh sáng. Vô xưng quang là không có gì tương bằng, vô diệm quang là rực rỡ, vô đối quang là không có cái gì có thể đối được, vân vân. Siêu nhật nguyệt quang là vượt cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cái thứ năm, hồi nãy là Pháp Hoàng mình nói 4 cái khổ của thân nha, bây giờ 4 cái khổ tâm lý của thế gian nè. Con người của thế gian ta có cái khổ thứ năm là gì? Cái khổ thứ năm của chúng ta là cầu muốn mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Đề khổ thuộc tâm lý á, muốn mà không được khổ, có phải không? Cái gì mình muốn mà không được là mình buồn. Mà chắc gì muốn xong vui không? Chưa. Ví dụ thiếu gì, một hai là phải cưới cho được người đó,
rồi cũng một hai phải báo biểu là phải bỏ người đó, ví dụ vậy. Cho nên ở đời này cái mình muốn mà không được là mình khổ, nhưng mà muốn rồi mà chưa chắc đã vui. Cho nên cái đó gọi là khổ khổ. Muốn đã là khổ rồi, xong tới hồi muốn mà được rồi vẫn khổ tiếp. Ví dụ nói tôi rất muốn mua cái nhà đó, mua xong vui không? Vui chút đó thôi. Để ai hỏi nó nhà của ai? Nhà của tôi. Nhưng mà sẽ khổ 25 năm chả mòn ghép. Rồi còn gì nữa? Phải mua sắm cho nó tương xứng với cái nhà đó. Có thể đồ cũ của nhà bưng qua sàn cũng được nữa, nhỏ quá. Ví dụ vậy. Nhưng mà ngược lại cực lạc làm sao? Cực lạc là hân dục như ý lạc. Chữ hân là vui, chữ dục là muốn. Hân dục nghĩa là như ý, nghĩa là mình được toại nguyện những cái muốn, mà muốn trong cái tịnh lạc, trong cái hân hoan của mình. Mà cõi đời này muốn không được là khổ. Nhưng đâu có dừng ngay đó, tiếp nói. Thí dụ bây giờ mình có con, không có con khổ lắm, buồn. Có đứa cho hữu hỷ. Nhưng mà khi mà có đứa con rồi là mình khổ chăm sóc nó từ lúc nó nhỏ cho đến khi nó 13. Khi nó bước sang tuổi 13 là cái khổ chăm sóc hết rồi. Bây giờ cái khổ gì? Lo lắng. Không biết nó chơi với ai, nó quen với ai. Rồi mình mong cho nó học thành tài, nó có vợ có chồng cho mình yên. Chắc yên không? Không. Nửa đêm mà thấy điện thoại nó là rầu rồi đó, không biết chuyện gì nữa đây. Đó, mà bây giờ mình có một đứa con, mình giữ con cho nó, mà mình không giữ đứa thứ hai nó buồn. Và đứa thứ hai mình không, mình giữ xong mà đứa thứ ba nó sanh, mình không giữ nó buồn. Cho nên cái mình muốn thì được rồi đó. Nhưng mà sau đó rất nhiều cái chi tiết sau cái muốn đó của mình. Khổ lắm chứ đâu. Thầy trụ trì thầy than hoài. À, thầy lâu lâu cái sao giấy tờ nó đòi này đòi kia ở ngoài cái kiểu mấy đất mới. Pháp Hòa nói thầy ơi, thầy muốn cái gì ở xứ này? Người ta biểu á, ở đây là cái xứ luật, cái xứ của mình đây là xứ luật, chứ nó không luật thì nhiều mà rừng thì ít. Có nhiều xứ rừng nhiều mà luật ít. Còn ở xứ này là rừng ít mà luật nhiều. Nó có hai loại permit sau khi xây chùa xong. Cái permit thứ nhất là cái permit về building. Cái permit thứ hai là cái permit sinh hoạt. Mình xây xong cái chùa, nó vô nó kiểm từng chi tiết cho cái permit đó, nhưng mà không cho sinh hoạt. Là vì chưa có hệ thống cứu quả. Mà muốn được cái giấy phép sinh hoạt là phải chịu tốn tiền để mà mướn cái sở cứu hỏa tới. Cái họ gắn hết cái alarm system cho cái building đó. Mà cái đó là tối ưu quan trọng. Vì mình xây xong mình không cho sinh hoạt là xây để làm gì? Cho nên mình không hà tiện xây cái chùa Bạc Triệu, không hà tiện. Cuối cùng hà tiện 5,000 gắn alarm thôi. Thì không được. Cái luật nó là vậy đó. Nơi nào có người ở, dù một đêm cũng phải có vấn đề an toàn. Không có là không được. Cho nên ở cõi kia người ta không có muốn cái đó. Tại vì sao? Vì bất cứ nơi nào người ta ở cũng đều là thanh tịnh một màu. Còn ở đây là mình muốn cái gì là phải làm cái đó. Mà làm á, cái này nó sanh là cái kia nó sanh, này sanh kia sanh, chứ đâu phải bình thường. Cầu muốn mà không được là khổ, nhưng mà muốn rồi mà được cũng chưa chắc đã muốn. Ví dụ như nói tôi muốn qua Mỹ, tôi muốn qua Canada, qua được tới đây rồi vui, con xong cái muốn qua thôi. Giờ qua làm gì? Không biết tiếng Anh thì phải đi học, không có việc làm là phải đi xin, vân vân.
cho nên chắc gì qua đây đã là hết khổ đâu, cho nên nó tiếp diễn. Đó là cái khổ thứ sáu của cõi đời, là cầu muốn không được khổ. Cái khổ thứ bảy của cuộc đời là gì? Thương yêu mà xa lìa khổ. Cái gì mình thích mà nó mất thì mình khổ. Trời ơi, đừng có nói chi là con người nghe, của cải thôi. Nhiều khi mình đi vô trong nhà vệ sinh, lúc mình rửa tay, mình lột, mình làm xong đi ra quên. Vừa đi ra thổi thôi, chừng mấy phút sau quay lại, nó đi lên cõi trên ở. Trời ơi, tức muốn chết. Nó sao bữa nay vía Phật mà tôi xui quá. Đi chùa niệm Phật từ sáng giờ, Phật không phù hộ. Cái gì mình thích mà mình phải xa lìa là khổ. Gọi là ái biệt ly khổ. Tại sao? Tại sao trong này có cái khổ? Vì chúng ta bị một cái then chốt là gì? Là ái. Ái nghĩa là gì? Yêu thích. Mà cái gì mình yêu thích là nó có đối tượng. Mình là người yêu, người kia là được mình yêu. Hay nói cách khác là người đó là người yêu của mình. Hãy cái gì mình yêu là phải của mình nha. Mà hãy cái gì còn cái của mình á là mình khổ. Nhưng mà thật sự không có gì của mình hết. Cái nhà cũng phải của mình, vợ cũng phải của mình, con cũng phải của mình. Vì mình ái nó quá cho nên mình nghĩ nó là của mình. Thí dụ mình có một thằng con trai duy nhất là mình nghĩ nó là của mình, thương nó mà. Khi nó không có vợ mình rầu lắm. Mình muốn nó có vợ. Nhưng khi nó có vợ xong rồi, khi nó có vợ xong rồi thì mình lại ganh với cái người dâu. Tại vì con dâu bây giờ phần tình cảm của mình với đứa con, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có chuyện. Vì mình có đứa con duy nhất, cho mấy người mà có con duy nhất mà thiếu sự tu tập, thiếu sự bao dung, nhìn xa thấy rộng là lúc nào cũng sẽ bị cái đó. Vì mình nghĩ mình mất một phần tình cảm. Mà cái chuyện đó làm sao được? Hồi xưa nó ở với mình, đi làm về nó lúc nào nó cũng có mình nó lo. Bây giờ mình đi kiếm người thứ hai thì nó phải chi phối thời gian và công việc chứ. Tại sao mình lại muốn nó y chang như cũ nữa? Không hiểu được điều đó là bắt đầu có chuyện. Cho nên từ đó cái bây giờ mình ái nó rồi mà mình cảm giác là nó biệt ly mình, cho nên mình khổ. Mà mình thiếu cái sự nhìn rộng là hai người là thời gian nó phải chi phối khác. Hai người là nó phải, rồi mai muốn nó có con tới ba người là nó phải chi phí khác. Mà nó có ra gia đình, nó ra riêng thì nó phải có chi phí khác. Mình không hiểu cái chỗ đó, mình cứ thấy một phần của mình thôi. Cho nên cái gì là của mình thì cái đó mình khổ. Vì mình đặt để phải là của mình. Ở đời này không có gì của mình hết. Cái xe mình mua mà chưa trả hết nợ cũng chưa chắc là của mình. Xin lỗi, thậm chí vợ mình cưới cũng chưa chắc của mình. Chồng mình đó mà cũng chưa chắc là của mình. Chứ không có gì ở đời này của mình. Nhưng mình chắc nó là cái của mình. Cho nên có chữ ái trong đó, có đối tượng. Chỉ mà ở cõi cực lạc thì gì? Hải chúng thường tụ lạc. Chúng là ta đông như biển vậy đó. Gọi là hải chúng. Quy tụ lại nhưng mà vui, không có làm khổ nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng tập hợp về chùa đây nguyên ngày nè. Đã, cái này là hải chúng tụ lạc nè. Không có dành thầy tôi. Chỗ này của tôi. Cái mỏ này của tôi. Của chùa. Bữa nay anh tới đúng duyên, anh lên anh thỉnh cái mỏ đó. Cái mỏ này tôi thỉnh, tôi thích, vừa tay tôi. Bữa nay tới tôi lấy cái mỏ này ra, tôi tụng xong tôi đem cất cái mỏ. Người khác tới cứ lấy mỏ của họ ra tụng. Hôm qua chú Trung Chánh chú nói thầy con xài mỏ nhỏ được không? Nói con có cái mỏ rồi, con muốn xài mỏ lớn. Cái thứ bảy là ái biệt ly. Hồi nãy là cầu bất đắc, bây giờ là ái biệt ly. Cái thứ sáu là ái biệt ly. Vì chúng ta có cái dính mắc, cho nên ở cõi cực lạc thì không như vậy. Hải chúng thường tụ lạc. Vì gì? Không có cái gì mình dính hết.
Rồi bây giờ cái thứ bảy á, cõi đời này là gì? Thương mà xa lìa. Nhưng mà cái ngược lại của nó là gì? Ghét mà cứ gặp, gọi là oán tấn hội khổ. À, cuộc đời mình bị chi phối cái thứ bảy này nè. Mà cái này của bộ hơi khá. Mình sống sao không biết, mà riết rốt cuộc xung quanh mình người nào cũng ưa hết á. Mà đôi khi mình không bao giờ mình thấy cái đó, nhưng mà người khác ta để ý, ta lợi ta nói: chị, anh có quen năm, thôi đừng nói cho nhỏ nó cũng ưa. Tự sao mai mốt mình gặp hỏi biết bạn không, thôi đừng nói tới nhỏ tôi cũng ưa. Mà mình sống sao rốt cuộc mà không ưa ai hết trơn á. Cái này mình phải hỏi lại là ủa vậy là cái máy của mình, cái máy tình thương của mình nó có vấn đề hay là thiên hạ xung quanh có vấn đề. Có nhiều khi á mình ghim điện vô, không có điện đem dục rác. Nhưng mà mình quên cái điều là đâu phải cái máy nó hư, mà có thể là do nguồn điện chỗ đó nó hư. Cũng thế, coi chừng cái nguồn tình thương của mình nó bị something wrong. Chứ tại sao không lẽ người ta xung quanh ta sống dở đến mức độ là đến với mình cái là ta trở thành người thấy ghét sao? Cái này mình phải quán lại, quán tấn hội. Tôi không ưa nó mà sao tôi gặp hoài. Rồi mình cứ đi tha, mình đi khoe với người này người kia đó, người ta nghe mình riết ta ớn, người ta nói thôi ôi cái chị này ai chỉ cũng ưa hết, thôi tôi cũng né chị đi chứ bữa nào tới phiên tôi. Chỉ ghét được người một thì chỉ ghét người hai, mà chỉ ghét năm người thì tôi chỉ là người thứ sáu. Có ngày cho quán tăng hội. Nhưng mà cõi cực lạc thì không như vậy. Bởi vì sao? Cõi cực lạc là thượng thiện câu hội lạc. Thượng thiện câu hội là gì? Toàn là những người có cái tâm thượng thiện, không có cái tâm nhỏ. Mình còn giận người ta là tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhất, nó còn thiếu cái lượng từ bi, nó thiếu cái tâm bao dung. Chứ còn nếu mà mình đủ cái tâm bao dung á, thí dụ bây giờ người đó người ta nhỏ mà nó hổn đi, mình trách nó nhỏ mà hổn với tôi ghét. Nếu người có tâm bao dung gì, nó nhỏ, nó không biết, nó hổn, mình là người lớn, không có trách nó. Nếu mà mình ấy mình dạy nó, đó, cái đó là cái tâm bao dung. Thấy không? Rồi ví dụ như giờ cái đứa kia nó mới đi chùa mà được thầy thương hơn. Nó mới đi chùa mà nó biết nịnh, mà không thầy nó thương. Mình nghĩ khác nha. Thầy có lòng từ bi. Người mới tới thầy luôn luôn thầy giang tay, thầy tiếp nhận để cho họ quen dần với chùa. Mình lên cái tâm mình phóng ra. Thật sự nãy mình nghĩ vậy là được, nhưng mà thường lắm. Mình phóng ra rộng đi. Cái người đó họ là mới nè. Hay là thậm chí mình nói cái người đó còn trẻ, họ có thể lo được cho chùa, thôi mừng, chùa có thêm được một người trẻ để người ta lo cho chùa. Ví dụ vậy đó. Nhiều khi cái đứa con mà nó hay làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ lại quan tâm nó nhiều, anh chị thấy nóng ruột, con đưa tiền cho má nhiêu má cũng cho cái thằng đó hết, nó phá hư, nó phá của. Nhưng mà nếu mình làm cha mẹ mình sẽ nghĩ khác. Thưa đại chúng, sông mà càng sâu, ở dưới đáy nó càng bình lặng. Lòng của cha mẹ cũng thế. Tình thương là bình đẳng như lòng đại dương, nhưng mà nhấp nhô là tùy theo cơn gió. Cũng giống như tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi đứa con mà tình thương mình nó có khác. Nhưng mà thật sự bình đẳng hết. Con nào mình cũng thương. Nhưng cái đứa nó đầy đủ thì mình không phải lo nhiều. Cái đứa nó thiếu thốn thì mình gia tâm. Thậm chí cái đứa nó càng hư thì mẹ lại càng thương nó. Không phải thương là gì tưng bốc nó, mà thấy nó tội nghiệp. Bao nhiêu đứa thành công có mình nó trót lọt. Nếu mình nghĩ anh em mà nghĩ rộng ra, mình có 7 anh em, 6 người thành công, đứa thứ 7 nó hốt hết của mình. Bao nhiêu cái nạn, cái dở nó lãnh về phần nó. Mình thương nó. Mà nhiều khi mình không giúp được cái gì, nhưng mà tình thương mình trải ra cho nó, thì tự nhiên nó diệt được cái chữ oán
cái chữ ghét ở trong tâm thôi. Thật sự ra thí dụ mình cái người đó ta làm chuyện thấy ghét, mình ghét không sao đó, nhưng mà cái đó là bình thường. Mình hãy tu sao mà đưa cái bình thường là lên cái phi thường. Phi thường là người thấy ghét mà mình không ghét. Không thương cũng không sao, nhưng đừng ghét. Cuộc đời này giữ cái tâm mình, dù mình không thương được nhưng đừng ghét. Đã không thương mà ghét nghĩa là mình không có chất bổ mà lại còn mang chất độc vô nữa thì uổng quá. Thí dụ như đấy, tôi không khỏe nhưng tôi không bệnh, tôi bình thường là tôi vui. Tôi không giàu nhưng tôi không nghèo, tôi bình thường đủ sống là tôi vui. Tâm ta cũng thế, tôi không thương được người đó nhưng mà may quá tôi bình thường với người đó, tôi không ghét họ. Tôi gặp họ tôi vẫn chào nhưng tôi bình thường. Ráng giữ được cái đó là mừng rồi đó. Còn nếu thương được thì quá tốt, còn không thương được cứ bình thường. Thí dụ như á, mình không có của để cho ai nhưng đừng ăn cắp. Đã không cho mà còn ăn cắp của người ta thì tệ rồi. Còn nếu mình hay hơn nữa, cho. Còn lỡ không có cho, đừng lấy của người ta. Thế thôi. Vậy thì nếu mà mình sống được như vậy đó, làm tâm của mình là cái tâm thượng thiện. Cho nên ở cõi cực lạc ta nói là sao? Toàn là các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Toàn là sự có mặt của các bậc thượng thiện nhân. Ví dụ như hôm nay ở đây cả ngày, nhường với nhau cái chỗ ngồi, nhường nhau một cái món ăn. Thí dụ tới phiên người mà còn có một tô phở mà hai người, con không sao, con ăn hoài, bác dùng đi, con ăn cái gì cũng được hết. Thế nữa, mình nếu mình sống được như vậy đó là mình giải được cái oán, cái trách của người mà tự nhiên nó làm cho cái tâm mình sống đẹp. Thật ra mình trách người ta là chuyện bình thường, không ai nói gì được mình cả. Có cái điều là mình hãy đưa cái tâm mình tới cái chỗ thượng thiện cao chút, là vượt cái bình thường, là người đó như vậy mà mình vẫn có thể ôm ấp được. Thì cực lạc thì không thế, còn đây là cực khổ nè. Chính mình sống vậy cho nên lúc nào tâm mình cũng có vấn đề hết. Thưa đại chúng á, ráng sao mỗi ngày mình nghiệm lại, hôm nay tâm tôi có buồn ghét ai không? Nếu không, tôi hân hoan cho ngày này, vì tôi đang sống trong cảnh cực lạc. Cuộc đời này coi vậy chứ giữ tâm mà không ghét ai khó lắm. Thôi giờ mỗi ngày đi ha. Mỗi ngày trước khi đi ngủ nghiệm lại, ngày hôm nay tôi có thù ghét ai không? Nếu không, tôi mừng cho ngày này. Ngày mai sáng mở mắt ra, thức dậy miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, để ngày hôm nay tôi ráng thương. Có nhiều khi mình ráng dữ lắm. Ráng ăn, ráng ngủ, ráng làm, ráng đi, ráng tu, mà thương là nhưng không có ráng. Cái gì cũng có ráng mà không có ráng thương. Có nhiều khi mình nghe lời Phật dạy, thôi kệ Phật nói vậy để tôi ráng thương đó. Thương hồi mỏi mệt quá, bị tôi gồng quá, tôi ráng thương quá. Tu sao mà mình thương được cái bình thường. Rồi bây giờ cái cuối cùng ha. Cuộc đời này, cái cõi đời này, chúng ta có một cái khổ nữa, cái cuối cùng là ngủ ấm xí thành. Ngủ ấm là gì? Sleep well. Ngủ ấm không phải là ngủ không lạnh. Chữ ngủ này là năm, chữ ấm này là cái chất, năm cái chất mà nó hỗn hợp lại để có con người là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, cái này gọi là ngũ uẩn, nó gom lại để duy trì con người. Ví dụ như cái thân xác mình là sắc, cảm nhận vui buồn, nóng lạnh, thọ, tưởng tượng.
Hồi nãy bác nó không biết còn đây không. Pháp Hòa xuống cái Hòa ngồi, cái bác nhìn Pháp Hòa ngồi, cái bác chồm tới hỏi: thầy có phải thầy Pháp Hòa không? Dạ phải. Trời ơi, ở ngoài trẻ hơn trong phim. Như vậy là hôm nay trong phim, mình coi phim là mình tưởng, phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành là gì? Là sự vận hành liên tục. Thức là sự phân biệt. Vậy thì có phải rõ ràng năm cái này nó làm nên con người mình không? Mình có sắc thân, có cảm nhận, có tưởng tượng, có sự vận hành liên tục, và nhìn gì là phân biệt ngay. Nhìn anh này, ồ anh này nấu chè ngon nè, à chị kia nấu canh ngon nè, cái thức nhìn gì là biết ngay, phân biệt liền. Con người mình sống năm cái đó, năm cái đó gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu năm cái này nó làm khổ mình thì gọi là ngũ ấm, cũng là nó. Nhưng mà hai trường hợp để xài chữ, nó chỉ là một sự kết hợp để duy trì con người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là ngũ uẩn. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc đó, nó thay đổi mình buồn, sắc diện mình thay đổi, cơ thể thay đổi, sắc tướng này thay đổi buồn. Cái thọ mình nó giống như mình muốn, cái tưởng mình nó giống như mình nghĩ, buồn khổ. Nó chi phối mình vui buồn thịnh suy. Cái này gọi là ngủ ấm xí thành. Thức khuya chừng vài ba hôm mà ăn chả giò chừng bữa mà ăn nhiều chút, thiếu ăn đồ mát là bắt đầu mụn nổi, miệng đau vân vân, xí thành. Nhưng mà ở cõi cực lạc thì sao? Thân tâm tịch tịnh lạc. Thân và tâm này, chữ tịch là vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, tịnh là lắng trong, lạc là niềm vui. Vì con người ở cõi cực lạc, người ta sống thân tâm người ta lúc nào cũng ở trong cái trạng thái tĩnh lặng. Còn mình á sao biết không? Thấy là exciting, cho nên mình dễ bị dụ lắm. Ví dụ bây giờ mình vô mua cái món hàng, thấy cái món đó mắt sáng lên, nhào tới bưng lên, rồi cái người bán biết rồi đó, đánh tâm lý liền: anh này anh mê cái này lắm nè, nhất định không xuống giá. Tâm lý mà, con người ta sống tâm lý, cho nên mình cái gì mình thích mà biểu lộ liền à. Để ý ha, người nào mình thích cái nhào tới ôm bắt tay, còn người nào mà nó không thích coi hãy quýt lẫm lắm. Nó biểu lộ liền. Cho nên cái người mà người ta có đủ cái tịch tịnh, ta nhìn ta biết liền rồi, không ưa nhau rồi. Còn thậm chí á, bình thường với nói về cái người đó là mình nói: ờ bữa nay chỉ đi anh đó đi đây, chị kia đi kia. Mà bữa nào mà giận nhau hỏi tới: biết à, tôi không biết à, lúc này tôi biết đâu à. Rồi thằng anh giận em rồi. Vậy thì nói tóm lại, cực khổ của ta bà, của ta bà là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được cũng khổ, thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp gỡ khổ, năm ấm thịnh suy khổ. Ngược lại, cõi cực lạc, liên hoa hóa thân lạc, tướng hảo trang nghiêm lạc, tự tại thanh thái lạc, thọ mạng vô lượng lạc, hân dục như ý lạc, thượng thiện câu hội lạc, và thân tâm tịch tịnh lạc. Tám cái đó được gọi là cực lạc. Còn ngược lại, tám cái này gọi là cực khổ cõi ta bà. Nói như vậy không phải đợi tới chết mới lên trên kia hưởng nha. Nếu chúng ta biết chuyển thì ngay ở đời này, chính tám cái khổ này chúng ta chuyển nó thì chúng ta cũng có được niềm vui với nó. Ví dụ sanh khổ mình không tránh được rồi, vì chúng ta không tránh được, nhưng mà chúng ta biết nó. Vì biết được nó cho nên sao? Mình không có khổ với nó. Và thậm chí mình sống chuyển cái tâm. Cái tâm mà còn phiền muộn là tâm của bùn. Tâm vượt thoát là tâm của liên hoa. Cho nên Phật ngồi hóa sáng. Thật sự
Đức Phật không có ngồi trên hoa sen, chứ đâu phải Phật đi đâu cũng có hoa sen đỡ ngồi như phim Tàu mình coi phải không? Phật ngồi vậy đi đâu khói phun rồi. Đừng có tưởng Phật kiểu đó nha. Phật bình thường. Nhưng mà trong Phật có một cái là thân tâm tịch tịnh. Cho nên lời nói của Ngài, hành động của Ngài lúc nào cũng vượt những cái buồn nhơ. Mà người ta muốn biểu tượng cái đó, cho nên người ta mới tạo cái tượng Phật ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Chứ không phải là ngày xưa Phật thật sự đi đâu cũng có bông sen ngồi đó bay bay vòng 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 vậy đó. Và mình đang nhắm mắt vậy mình cái Phật xuất hiện, Phật khói phun ra, Phật nói what do you want. Mình hiểu Phật như vậy là mình tội nghiệp cho Phật. Khi nào tâm mình không còn dính khổ đau phiền muộn là vượt thoát. Cho nên á, hoa sen xanh là vậy đó, không còn nhiễm ô của dục lạc. Cho nên hễ có dục, có dục theo thế gian á, có ái dục theo thế gian là có sự khổ. Lạc thì chút đó, nhưng mà cái khổ nó dây dưa. Còn ở cõi cực lạc á, thì người ta thật sự vui là vì người ta không có sanh nở như thế gian này, mà người ta hoa sen hóa sanh. Thì cũng giống như đó, chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần sanh của thế gian rồi. Nhưng khi mình hiểu đạo, mình liên hoa sanh ở trong chùa, bây giờ không có bị nhiễm ô gì nữa hết. Cho nên thưa đại chúng, mình không vì ông năm, ông bảy, ông tám, ông mười mà đi chùa, thì ngày nay cũng không vì các ông đó mà mình bỏ chùa. Nghe đầu mình đâu phải vì họ đi. Hay nói cách khác, vì không vì họ mà phát tâm tu. Mà nếu mà vì thấy chúng sanh khổ mà phát tâm tu, thì chúng sanh có làm khổ mình phải tu dữ nữa. Tại vì thấy không, không tu là dính chùm khổ, mình cũng là một chúng sanh khổ. Cho nên đặc biệt lắm. Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người chúng sanh như chúng ta, nhưng các ngài giác ngộ, và lấy cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì chúng ta cũng là những chúng sanh khổ đây nè, và chúng ta đang muốn vượt khổ. Còn nếu không thì chúng ta cộng khổ. Chúng ta là những người có nghiệp, và chúng ta đang tu để chuyển nghiệp. Còn không thì chúng ta cộng nghiệp. Thôi hết giờ rồi. Thưa đại chúng, mà tối hôm nay được nhân duyên về đây thăm quý vị qua lời dạy của thầy trụ trì ở đây. Thật sự ra khi mà thầy dạy về đây thăm đại chúng, Pháp Hòa cũng nói hai: con không biết à, thời tiết tốt thì đi. Rồi hôm nay thì rất là hoan hỷ, là bởi vì đường rất là sạch. Sau cái thời lễ trên Trúc Lâm thì mấy huynh đệ mới đi xuống đây, và giờ này được gặp đại chúng sau gần như là một tiếng rưỡi sinh hoạt với nhau. Cảm ơn đại chúng, nhất là quý bác hàng thượng tọa không. Đại đức ngồi dưới này với thượng tọa ngồi ở trên. Đã chịu khó ngồi suốt ngày hôm nay cho tới giờ phút này, mặc dù ngày mai quý vị còn phải đi làm. Thì nhân đây Pháp Hòa xin được kính chúc toàn thể đại chúng và gia đình cuối năm 2018 được nhiều niềm vui, bước sang năm mới 2019 đầy nhiều niềm vui hơn nữa, và nhất là sự tu tập của mình có nhiều tiến bộ. Chỉ có sự tu tập mới có thể chuyển hóa từ cực khổ thành cực lạc mà thôi. Chúc đại chúng được như vậy. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô